Nên tất cả những cái người chúng ta niệm Phật, đừng bao giờ cho rằng bản thân mình niệm Phật là mình còn sai Phật không trước. Mình đã thất bại rồi. Thất bại ngay cái chỗ là tôi muốn đạt một cái công phu gì rồi Phật mới trước. Trời ơi, công phu gì? Công phu gì? Phàm phu và công phu gì? Công phu của chúng ta là được Phật gia hộ, từ niệm Phật Phật gia hộ, chứ công phu gì? Có những người nói bây giờ phải niệm làm sao, đừng có vọng tưởng. Cái cõi này mà không vọng tưởng sao sống cõi này? Cái cõi này vọng tưởng là cơm gạo để cho chúng ta sống đó. Chúng ta sanh đến cái cuộc đời này, cái cõi này là cõi gì biết không? Đi đến đây là cõi ái nhiễm, cái cõi tham lam, cái cõi sân si, cái cõi ngu si, cái cõi ác ôn. Phải không quý vị? Rõ ràng mà. Phải không? Con cái còn bắt hiếu cha mẹ, con cái có khi còn chiếm của cha mẹ, con cái còn tính với cha mẹ. Phải ác ôn không? Mà cái cõi này ác ôn, nên Phật A Di Đà ngài mới rước cái kẻ ác ôn, ngài về ngài dạy. Để nó ở đây là nó chỉ có đọ không có ngày ra, nên ngài từ bi, nên ngài vớt những cái tên ác ôn này về ngài dạy. Đúng là cái pháp môn kỳ diệu. Phải nói là kỳ diệu mày, chứ không phải lạ kỳ mà là kỳ diệu. Nó cỡ ác ôn mà những đức mà còn niệm Phật còn có kết quả. Ác ôn lắm á. Đừng có nói thủ đoạn ác ôn, nghĩ ngợ ác ôn, ích kỷ nhỏ mọn, xấu xa đê tiện hạ lưu. Trời ơi, nhiều cái tệ vô cùng mà niệm Phật mà bây giờ ngồi chia sẻ ta nghe. Các vị thấy vị nói trời ơi tao cái gì không có nói được cái xấu của tôi. Nói cái xấu tôi là tôi mắc cỡ lắm nghe không? Nói tôi xấu là tôi mắc cỡ lắm, tôi tự ái lắm. Bây giờ nhà Đức nói nhà Đức gì sao người ta cũng nghe, tự ái gì? Các vị muốn tiêu nghiệp không? Tiêu. Muốn. Muốn tiêu nghiệp thì đừng có tự ái. Còn tự ái là còn nghiệp. Còn tự ái là còn nghiệp. Có cái chú này ông tu trong chùa mà cái tâm ổng trời ơi, ổng nói ổng cố gắng 10 ngày ổng niệm Phật. Ngày 11 ổng khởi tâm dục vọng mất tiêu 10 ngày, nói thật. 10 ngày siêng năng niệm Phật nó không khởi tâm gì chứ, một ngày số 11 nó khởi tâm kinh khủng luôn, xanh xao vàng giọt mặt mày. Những đức nói, những đức kể cho ông nghe câu chuyện ngày xưa khi những đức đi làm ở trên thành phố, bà sư phụ bà chữ. Ngày nào như Đức cũng nói cho bụng, cố gắng ngày nay bà đừng có chữ, ngày nay bà đừng có chữ tôi, ngày nay bà đừng có chữ tôi. Như vậy mà bà chữ, ngày mai mà nói cố gắng ngày mai, bà đừng có chữ tôi, bà đừng có chữ tôi, ngày mai bà vẫn chữ. Cả tháng giờ cứ cố gắng hết mình, bà vẫn chữ. Cuối cùng như Đức ngồi suy nghĩ, không được, kiểu này mình chết, bà vẫn chữ, bây giờ phải làm sao? À, thay đổi tính lại. Cái gì? Sáng nay sao bà chưa chữ? Nghe không? Đúng là thay đổi lại quý vị. 6 giờ rồi sao chưa chữ? Xong 7 giờ rồi sao chưa chữ? 8 giờ rồi chữ. Đã quá, được chữ rồi. Thấy chưa? Ghê không? Thay đổi một phát một rồi. Bà sư phụ có nói tao ngày xưa giờ chưa từng thấy cái thằng nào mặt chai như mày. Có nghĩa là mình đạt tới trình độ đó rồi đó quý vị. Hồi cấp mà bà chữ mình mà bị kích động, bà chưa nói mặt chai nghe. Chưa nói mặt chai, nhưng mà khi bà chữ mình vẫn bình thường, cái mặt mình bình thường luôn. Bà chữ mình cái mặt mình, nó công nhận mặt mày chai thiệt. Nó mặt ta chai lâu rồi. Ghê không? Nó mặt ta chai rồi. Chữ đi, giống như mỗi ngày, giống như bả chữ mình là giống như bả tiêm mình một liều thuốc mà xịn. Ghê không? Còn ngày xưa là nghĩ là bà chữ tôi là độc. Ghê không? Là sợ bả chữ mình lắm. Mà sợ thì bả chữ là bị động. Khi nghĩ bà chữ tôi đi, sao chưa chữ, là chủ động. Tự nhiên Đức nói chú này, vậy thì mỗi ngày ông tu lúc nào ông rảnh á, không đợi tới 10 ngày sau khởi tâm, mà mỗi ngày ông nói sao mày khởi dục đi, ông chơi một phát tự nhiên 10 ngày sau ngày 11 không có luôn.
Tự nhiên tại sao? Chủ động. Chủ động với cái tâm của mình luôn. Gọi là gì? Nó không phải là độc địa, mà đổi lại nó là một phương pháp tu. Nên tổ sư mới nói rằng như thế nào? Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chặn. Hiểu chưa? Nếu như là cái tâm giải thoát thì tất cả những niệm khởi đó toàn là để tu. Để tu trong lúc niệm khởi. Vậy thì khởi niệm đi để tu, thì tức khắc thay đổi tư tưởng lại liền. Nó hoàn toàn thay đổi, gọi là chủ động để mà thay đổi tư tưởng tu. Còn nếu như sợ, cực kỳ sợ, giống như bị sợ ma vậy đó. Khi sợ ma là đâu, ma nó cứ tìm tới hoài vậy đó, đúng không? Bây giờ đơn giản cái người ở thế gian này, quý vị mà bị người ta hù thì cứ sợ hoài, nó hù hoài, đúng không? Đó, nên từ nơi đó mà mình tu á, nó đều có phương pháp. Quý vị nhớ nha, chỉ cần có một cái tâm giải thoát nha quý vị, thì tất cả những việc trong cái cuộc đời này đều có đầu mối để gỡ ra hết. Trong cái cõi đời này bị nhớ là đừng có sợ cái chuyện bế tắc. Không có bế tắc. Bất cứ cái gì đã có vào thì nó sẽ có ra. Cái quy tắc ở trong cái cõi đời này là gì? Cái phiền não thì sẽ có cái vui vẻ, mà cái vui vẻ thì sẽ có cái khổ đau. Ở trong cái cõi đời này nó đều có vào là có ra. Không có một cái thứ gì ở trong cuộc đời này mà bế tắc hết trơn. Thì quý vị sống ở trong cuộc đời thì đừng dùng hai chữ bế tắc. Không có bế tắc. Không có bế tắc. 100% không có bế tắc. Bây giờ quý vị coi nè, hiện tại nè, chùa chiền chúng ta hơn 1.000 người. Quý vị coi những đức lo cái gì? Lo làm sao đây? Làm sao lo đây? Rồi lễ lọc ầm ầm gì lo làm sao đây? Nếu mà nói về tính gì lo thì ngày đó những đức không còn cơ hội giảng pháp nữa đâu. Lo cái gì đây? Những đức nói tớ đi làm việc, tớ đi làm việc, thấy chưa? Là chủ động luôn luôn, đi vào tư thế chủ động để làm việc. Còn nếu như bây giờ chưa làm mà trong tâm nghĩ trời ơi ngày đó đông đúc vậy rồi sao, trời chỗ ngủ làm sao đây, rồi lãi làm sao đây, rồi biết có sướng nổi không, rồi 4 ngày đấy được không chàng, tầm 7 cái chưa làm mà chứa chân là chảy à, vậy thì sao làm được? Nên bây giờ mình chủ động là cái gì? Đến đi, đến. Nó đều là có cái sự thoát cái chân, nó sợ gì? Nói không, bao nhiêu cái chương trình mình đã tổ chức, mình làm, mình hiểu rồi. Nên tất cả quý vị nhớ nghe, người nghe đạo đừng bao giờ dùng hai chữ bế tắc. Dù bây giờ đang giàu thiệt giàu, nó rớt một cái rầm, không còn một cách, vẫn không bế tắc. Làm gì bế tắc? Chồng đang thương, cực kỳ thương, tự nhiên nó đá mình một cái bích, nó lấy con khác, nó bỏ mình về, ly dị. Bế tắc không? Không có gì để bế tắc cả. Bế tắc nó cũng bỏ, bế tắc làm gì à? Đúng không? Nếu bây giờ vợ của mình nó cầm quyền hết trơn, dứt một phát đuổi mình ra khỏi nhà, mình không có một cách nào trơn, đi luôn, bế tắc không? Dạy gì bế tắc? Đi về chùa này tu, bế tắc không? Có gì để bế tắc hết trơn, hiểu chưa? Chồng mình bỏ mình một phát, không có tiền bạc hết trơn, dẫn một đứa con đi theo, khổ quá rồi. Bế tắc của tự tử, đừng nên đi tự tử làm chi. Lỡ đây. Con thì tu theo con, mà mẹ thì tu theo mẹ. Được không? Có gì đâu bế tắc. Có khi về đây còn ngon hơn chứ bế tắc cái gì. Đúng không? Chùa ta rộng bao la, về đây chăm mấy bà già còn ngon hơn trong chăm một thằng chồng. Đúng không? Phục vụ chồng bao nhiêu năm nay kẹt quá nó chưa bỏ mình cố gắng, hiểu chưa? Nếu nó bỏ mình xong rồi, xong chuyện rồi, khỏe re. Nó nói đây không phải kêu mấy bà bỏ chồng đâu nghe, nói đây là dạy người ta là đừng bế tắc thôi. Tôi không có dạy ai bỏ chồng người ta chứ, Phật pháp là dạy người ta hạnh phúc chứ ai mà dạy người ta xa nhau. Nhưng mà mình dạy người ta là đừng nên bế tắc trong cái cuộc đời này. Mình gặp những sự khổ đau, chồng bỏ, vợ bỏ, con bỏ, mình đừng có nên đi vào bế tắc. Bế tắc là mình không có lối thoát. Mình tại sao mình đi áp mình vào cái chỗ bế tắc gì à? Tại sao mình không mở thông tư tưởng ra? Chỉ có cái mạng này thôi, ba buổi cơm sợ gì? Chỉ có cái mạng ba buổi cơm thôi lo gì? Bản thân những đức ngày xưa cứ lo mãi cho ba buổi cơm, vẫn không đạt được ba buổi cơm, chỉ một mình. Khi đi tu rồi một mình lo cho bao nhiêu con người, mà ba buổi cơm đầy đủ.
Quý vị thấy đúng là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đúng là Phật pháp tuyệt vời quá. Nên người mà học Phật rồi mà nói rằng là tôi bế tắc, tôi buồn, đúng là chưa nghe, chưa nghe thầy Đức giảng. Đúng, khổ ghê, thấy không? Đó, nên từ nơi đó không nghe, từ hôm nay đừng nói hai chữ buồn nghe. Gặp nhau là gì? Gặp nhau cứ cười đi. Rồi mời ăn cơm. Muốn ở lại ăn mấy ngày cũng được chứ. Nghe không? Đó, ngày mai ở dưới hộ pháp chứ. Phân gạo ra người 5 kg. Tối nay lớp đạo làm con chia các cháu một đứa 5 kg luôn. Để làm chi? Cho ra rồi sẽ vào. Đúng không? Nó thì coi lễ sắp tới rồi, gạo đưa ra đi, lễ đem vào. Nhưng mà Phật tử kêu nói con cúng cho thầy, cho mấy bà già ăn, thầy cho người ta hết trơn, tụi con không đem vô một hộp luôn cho thầy biết. Lo cái gì? Thấy không? Mình không có cần lo cái chỗ đó. Thấy không? Nên từ nơi đó mà bây giờ lễ sắp tới không? Mình sắp cái kho gạo lại. Lấy cây rồi mình để sẵn. Cái chi vậy thầy, chi vậy? Cây để sẵn chi vậy? Gạo đem vô mình sắp cho ngay ngắn lại. Hiểu không? Ồ đúng rồi, chưa vậy chứ mà tính trước luôn. Tính trước là gạo vô. Nó khi lễ xong thì Đức sẽ báo cho mình biết là được bao nhiêu gạo. Không có gì chứ Đức thoải mái lắm quý vị. Cuộc đời con người bí mật chi à? Không có gì phải bí mật cả. Cuộc đời của người mà càng bí mật thì càng khổ. Không có gì bí mật chứ. Có những người nói tàu tàu có tiền mà nói vậy bà nó lấy sạch nhất. Nó lấy cũng đâu có gì đâu mà sợ. Không có gì sợ chứ. Quý vị tin 100% đi. Lấy cái bên ngoài không lấy được của trong mạng, khỏi cần phải lo tới làm chi. Nói tóm tắt lại là ở trong cái cõi đời này, cái mạng này sớm muộn cũng chết. Không có cái gì mà tồn tại hết thì không có cái gì bế tắc cả. Sớm muộn cái mạng này cũng chết. Chúng ta đang làm được việc thiện, tu hành, niệm Phật, lễ Phật, cầu sanh cực lạc. Mục tiêu của chúng ta là chọn ở đâu? Ở Tây Phương cực lạc mà đâu phải ở đây. Mình đâu có chọn ở đây đâu. Đúng không? Đã là không chọn ở đây thì ở đây mình làm thiện hết. Mình làm được là mình mừng rồi. Qua lễ vía Quan Âm phải chẳng tổ chức khiêm thị luôn. Đúng không? Nó, nếu mà được mùa. Hiểu chưa? Mình phải mùa thì mình làm mà chứ không nói vòng vo chứ nha. Việc thiện cũng phải là thiên thời địa lợi nhân hòa chứ. Được mùa đúng không anh Viễn, mình mới làm được chương trình kiếm thị chứ. Mình không qua lễ mà chưa làm chương trình kiếm thị là biết mùa màng hư. Ừ kiếm. Hiểu không? Không mà mình nói lâu lâu tự nhiên mình nghĩ tới kiếm thị quý vị ơi. Làm như lâu lâu họ nhắc chùa mình sao á. Bây giờ là bắt đầu trong lòng hơi nghĩ tới kiếm thị nữa nè. Nó là sắp sửa tới á. Nhận Đức nói nghe, mấy cái người mà người ta giàu, thiệt là giàu nghe quý vị. Cái chương trình kiếm thị này Nhận Đức nói nếu mà Nhận Đức mà hiểu rồi á. Nói câu hiểu rồi nghe. Mình ở ngoài đời nếu mà mình giàu mình hiểu Nhận Đức nói chương trình kiếm thị này Đức chơi một phát liền không nói vòng vo. Lâu lâu mà nghe ông thầy ông nhắc là nó đưa thầy con chiến này con chơi cho. Con bỏ ra hơn 1 tỷ bạc con dứt chương trình kiếm thị đó, thầy khỏi lo, thầy đứng tổ chức giùm con đi. Kỳ này con tổ chức con cầu an cầu siêu cho ông bà cha mẹ con, cầu siêu cầu an cho chúng sanh luôn đó thầy. Trời chương trình này dám chơi chứ không phải mà không dám đâu nghe, vì kẹt không có tiền. Kẹt mình không có tiền đúng không? Mình không có tiền thì thôi. Nhưng mà thật sự nếu mình có điều kiện là mình vớt liền á. Chương trình kiếm thị mình vớt liền á, không có sợ. Trời ơi quý vị biết rằng đó, chuyện mà bố thí cúng dường cho chúng sanh đừng có lo. Chúng sanh tương lai ai cũng làm Phật á, nhưng làm là có phước à. Không có sợ cái gì đâu. Nó nên á, Nhận Đức nó là lâu lâu rồi người mù họ nhắc tới Nhận Đức rồi đó. Bắt đầu là nó nhắc lai rai rồi mình nè. Là cái tâm mình bị kích động rồi nhắc tới họ liền. Rõ ràng không?
Người nhắc mình nhắc người. Vậy thì mình nhắc Phật. Phật làm sao bỏ mình? Trời ơi, cả đời mà cứ nhắc Phật, đêm nào chuẩn bị ngủ cũng nằm. Ai với đà Phật, ai với đà Phật. Phật ơi, Phật xuống rước con đi theo Phật liền. Cứ nói hoài vậy, đêm nào cũng ngủ. Phật ơi, Phật rước con đi theo Phật liền. Phật ơi, Phật rước con đi theo Phật liền. Nằm kế chồng nghe nói gì chồng hung cái chục, Phật ơi, Phật rước con theo Phật liền. Hiểu không? Mình cứ nói hoài vậy luôn, hoài. Một ngày nào đó, một ngày đẹp chờ, Phật đến thiệt. Lúc đó trời vui gì đâu. Đúng không? Phật đến nghe quý vị, cái cảm giác này nghe quý vị, cảm giác này tuyệt vời lắm nè. Phật đến nghe, Phật đem cái đầy sen đến nghe. Đem đến. Nè con bước lên. Bước lên đầy sen. Mình lúc đó không có bước nghe quý vị. Bay. Xuống ghê. Chéo. Đứng đầy sen. Chéo 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 chéo. Bay về Cực Lạc. Ôi quý vị ơi, cảm giác đó tuyệt vời quá. Cả đời của người ta tiền bạc giàu sang phú quý, mà cuối cùng đầu trâu mặt ngựa đến để rước người ta đi xuống gặp vua Diêm Vương tính sổ. Cùng mình thì không giàu, nhưng mà mỗi ngày nghĩ ai với đà Phật, nên cuối cuộc đời Phật đem đài sen đến. Mình leo lên đài sen, mình về tới Cực Lạc, từ hoa sen sanh ra. Cảm giác này hạnh phúc cỡ nào chưa? Nên nói rằng là người niệm Phật hiện tại an vui, cuối đời giải thoát. Hiện tại an vui là gì? Tất cả cái thiện mình đều nghĩ nên mình vui. Cuối đời của mình niệm Phật, Phật rước là giải thoát. Trời ơi quý vị ơi, nó quá tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Tịnh độ này càng giảng nó càng sung, không phải giỡn đâu nghe quý vị. Quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ ở cái cõi này mấy chục năm già nè, tới già nè. Cái cô này hồi đó đẹp dữ lắm. Bây giờ năm mấy tuổi già, thấy chưa? Nhiều cô ngồi đây ngày xưa đẹp một thời còn trẻ, soi gương đẹp má. Nhưng bây giờ già, thấy chưa? Rồi hồi xưa đi nghe lưng đồ khỏe lắm nha, bây giờ già. Soi gương xếp ly già. Con mắt ngày xưa long lanh. Bây giờ con mắt già. Răng ngày xưa cười ra 32 cái răng ngon lắm, bây giờ cười ra chui lũi già. Ngày xưa tóc đen thui, trời ơi, ngồi ngay cái bờ sông nghe mà chảy đầu. Bao nhiêu chàng trai đi ngang nó nhìn ngó quá trời luôn. Bây giờ nhìn lại tóc bạc bạc phơ mà tóc nó rụng bớt, già tóc rụng bớt nghe. Hồi xưa tóc nó bằng, đuôi tóc nó bằng đẹp lắm. Nhưng bây giờ tóc mình cái đuôi nó nhọn quét nhưng mà đuôi chuột. Già. Yeah. Vô thường già. Yeah. Nó hồi xưa nghe da mặt nghe mềm lắm nghe quý vị. Còn trẻ da mặt nữ da mặt mềm đẹp. Da mỏng mà nó trắng đẹp. Nựng được cũng ngon đúng không? Nhưng bây giờ càng về sau càng già nó dày lại. Rồi sau này đến nó già luôn là nó còn da không có mỡ không có thịt. Đến cái người nghe. Cái người mà không an lạc, không niệm Phật, cái gì là cái da của họ sau này già là cái da hoàn toàn cái da không có thịt, không có mỡ. Mà gờ vô nó dai. Dai nhách tại vì thử thí nghiệm mấy bà già chùa mình. Nó mình thí nghiệm từ các cô trẻ trẻ mình lại mình nói cho mượn cái mặt thôi, tôi mượn thôi chứ tôi không có làm gì quá đáng. Đưa mặt đây. Đưa. Gờ mặt này mềm. Đưa cái mặt cái bà sụp sụp lên tôi mượn. Gờ vô. Rồi dai chút. Bà tám là tụi tuổi là đây tôi coi tới coi là gờ trời bà dài tới ghê. Thấy chưa? Thì mình thí nghiệm xong rồi mình nói vô thường. Vô thường. Đúng không? Đó. Tại sao mình không chọn Cực Lạc mình về? Nên tâm mình là ở Cực Lạc. Giàu sang phú quý mà không có hướng gì Cực Lạc. Vậy tâm ở đâu? Tam đồ ác đạo. Giảng lúc này nó hừng hực rồi nè. Cái này là máu lên nè. Máu Cực Lạc đến rồi đó chứ không có giỡn cho quý vị. Cái lúc này là cái lúc quan trọng nhất, là cái lúc này cái lúc mà đang mà quyết chiến cái chuyện mà về Cực Lạc nè. Hồi nãy là lục đạo luân hồi. Mới vô là lục đạo luân hồi đó, bây giờ đến lúc rồi nè. Lúc máu tới rồi nè.
Máu Di Đà đến. Hiểu chưa? Nó bị thấy không? Nó ngực cái tâm phải không? Và càng nghe càng hứng, không giận nó nghe. Bây giờ là mình nói là xả chân. Xả chân là gì? Là không có nghĩ cái chân nữa. Bà kia, bà kia tưởng đâu xả chân là giãn chân. Mình không nghĩ cái chân. Ý đó là đau chân quá rồi, xả chân. Nhớ câu tôi nói xả chân đây, tôi không cho giãn chân đâu mà tôi nói là chặt cái chân. Thấy không? Tại vì nó vô tông rồi, nó vô tông. Lúc này đang là vô, đang vô tông. Mà thường là vô tông là sắp sự nghỉ. Nó kỳ cục vậy đó. À, nên từ nơi đó vì biết cái cảm giác này nó hừng hực cái tâm, không còn nắng mưa gì mà sợ nữa chứ. Cái lúc mà nó vô rồi, nghe quý vị biết rằng là nó không có còn sợ hanh nắng nữa. Mà cái lúc mà giảng mà hiu hiu mà còn nắng mà còn sợ. Nhưng mà khi mà cái tâm trạng muốn giảng sanh còn nắng hả? Nắng đi. Không sợ nữa không? Là máu đến. Tâm lực Di Đà đến phải không? Hừng hực cái tâm lên. Nhớ nha quý vị. Phải như vậy, cái lúc mà còn sống này cái tâm nó phải lúc nào cũng là hừng hực cái tâm lên. Ngày xưa mà chồng chửi một phát một kích động thì bây giờ chửi ai với Đà Phật. Nên không? Nó đụng tới một cái ai với Đà Phật. Tại sao mặt mà lúc này niệm Phật ghê quá. Thầy chỉ tôi cái mặt niệm Phật nhìn ngầu ngầu. Ngày xưa niệm nhẹ nhàng quá, chưa thấm ông á, bây giờ niệm nói tới một cái ai với Đà Phật. Nó nên quý vị biết rằng là nó, tại sao cái cảm giác của pháp vị là gì? Nó hướng về cực lạc. Cái cảm giác mà mình ở thế giới cực lạc mà không già, quý vị, không già, không bệnh luôn, không chết luôn. Mà cái tuyệt vời nhất là cái đầu óc của mình nó sáng kinh khủng. Đầu óc của mình nhìn nó biết được là người thân của mình đang ở đâu. Cái này mới tuyệt này. Tuyệt vời này. Bây giờ vợ chồng có thương nhau cỡ nào nhưng mà qua đời này không biết nha. Nhưng mà mình về cực lạc rồi mình biết vợ mình đang ở đâu, chồng mình đang ở đâu, con mình đang ở đâu. Nhưng mà quý vị ở thế giới cực lạc đang nghe Phật hay là thuyết pháp nha, nhưng mà quý vị phân thân, quý vị đi đến tất cả những cái cảnh giới mà vợ chồng con quý vị đang đọa, đi đến đó luôn, phân thân đi được luôn. Nói cái này cũng như là một cái gọi là giống như là dụng câu gì ta, nó giống như trong phim, nó giống như là không tin là giống như trong phim vậy, lạ vậy. Nhưng mà thế giới cực lạc là như vậy, nên mới nói là một cái quốc độ tuyệt vời, một quốc độ không thể nghĩ bàn, chỉ có tin thôi. Chỉ có tin thôi. Bây giờ một kẻ phàm phu như vậy, thân bệnh hoạn nghèo nàn, rồi cái thân mà gọi là chỗ đồ mồi, phải không? Càng già càng chỗ đồ mồi cho mà thấy. Nó bây giờ như đứa bốn mấy tuổi mà nó chỗ mấy giờ mấy miếng đồ mồi rồi nè. Mấy cái đốm đen đen chắc đồ mồi chứ cái gì. Chỗ vài cái rồi đó. Thấy chưa, lạ chưa? Tóc hôm nay bạc vài cộng rồi nè. Ừ, có bạc vài cộng quý vị. Mà những đứa là bốn mấy tuổi mà bạc vậy là ít chứ nghe, nó bạc vài cộng tóc bạc rồi đó nghe. Thấy chưa? Là cái việc mà già nó sắp sửa đến với mình. Thấy chưa? Nó còn nhiều bà thì bạc quá mấy bà đi nhộm. Nhộm lại đúng không? Nhưng mà làm sao tránh được tuổi già? Thì biết rồi, hiền liền. Hiền liền để chi? Mình về cực lạc mình không có già nghe. Mà đẹp. Đẹp. Hết sảy. Có nghĩa là cái người ở thế giới cực lạc họ đẹp mà mình không thể nào mà mình có sách vở gì mình viết được cái vẻ đẹp của họ. Không thể nghĩ bàn luôn. Cái vẻ đẹp của họ mà mình không thể nào mình hiểu nổi. Thì mình không đạt được trình độ đó. Chừng nào mình về cực lạc mình mới biết được cái vẻ đẹp đó làm sao. Còn ở đây là mình có viết dùng danh từ gì để mà biểu đạt cũng không thể nào hết được. Chỉ có dùng cái danh từ gọi là vô lượng, viên mãn để tán thán người ở cực lạc thôi. Trời ơi. Cái hạnh phúc của chúng ta nhất là cái gì? Là cái lòng dạ mình nghĩ rằng cuối đời mà Phật rước mình. Nên bây giờ ở cõi đời này có khổ cỡ nào mình cũng chịu đựng được hết. Chịu đựng được hết luôn. Khổ đau gì cũng mừng vui.
lễ Quan Âm gác cuốn họng chờ luôn. Vì con nghĩ rằng cái tâm con dành cho Bồ Tát vậy thì cuối cuộc đời ít gì Bồ Tát cũng hỗ trợ một chút. Khi mà Phật Di Đà đến trước, có Bồ Tát Quán Thế Âm đến trước. Bồ Tát Quán Thế Âm đến nói rằng: kìa, con nhỏ này lại 2000 lại. Hiểu không? Nó khi yếu, Bồ Tát nói: con nhỏ này là trưởng đoàn, hỗ trợ đó chút đi. Tại vì nó có tâm làm trưởng đoàn, nó làm việc cho Phật A Di Đà mà cực lực làm quá. Còn mấy cái cô khác có duyên dẫn có một đứa một đi à. Được, mày gán rồi mà được có một đứa cũng tốt, đúng không? Mỗi người đều có tâm vậy đó. Còn trưởng đoàn dẫn được 5-70 người, 100-200 người, 500 người nhiệt tình dẫn. Con nhỏ này nó quá được duyên dày quá. Bây giờ nó đang ngáp ngáp yếu quá, Phật Di Đà ơi, nó có tâm lắm. Lúc nó còn khỏe nó làm việc cho Phật dữ lắm, Phật ô nó dẫn đi mà nó rủ cái này rủ người kia. Có khi mà nó rủ mà nó bị chữ đó Phật. Bồ Tát Quán Nam từ bi mà lợi giống như mà lợi năn nỉ Phật A Di Đà. Mình nói cái danh từ này để cho phù hợp với con người, gọi là sự từ bi của Bồ Tát đến năn nỉ Phật A Di Đà. Phật A Di Đà nó không rước con nhỏ này, người ta mắc tính tâm lắm, vì cả đời của nó dẫn dắt người ta đi tu. Mà bây giờ nó công phu nó hơi kém, con thấy nó ngáp quá mà nó không niệm. Phật A Di Đà ngài nói: à vậy thì Quán Âm, con hãy cho nó một giọt cam lộ đi. Bồ Tát Quán Âm quá từ bi. A Di Đà kêu là bậc Phật A Di Đà cũng như là bổn sư mà, hiểu không? Bồ Tát Quán Thế Âm là đệ tử, hiểu không? Thì bắt đầu Phật A Di Đà nói như Bồ Tát Quán Thế Âm, dùng cái cành dương liễu nhúng một miếng nước cam lộ nhỏ xuống. Ngày vũ một phát ngay con nhỏ trưởng đọt. Lúc đó nghe tự nhiên mà cái con nhỏ trưởng đoàn đó lúc đó nó đang mê vậy mà Bồ Tát Quán Âm vũ một giọt nước cam lộ xuống thôi mà con nhỏ nó làm nè. Tự nhiên nó tỉnh veo lại nè: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi cảm với bổn nguyện liền. Thì từ đó mà đến tiếp dẫn, có nghĩa là trong cái việc làm việc cho Phật Bồ Tát có sự gia trì của Phật Bồ Tát. Vì cái năng lực phàm phu không có khả năng tỉnh táo khi cuối cuộc đời. Tỉnh táo là nhờ bổn nguyện gia trì của Phật Bồ Tát mà chúng ta được tỉnh táo. Đúng rồi. Không? Thì dẫn dắt cái câu chuyện quý vị, nó cảm giác quý vị nó hừng hực cái tâm vì chúng sanh liền. Tại vì Phật Bồ Tát vì chúng sanh, ta vì chúng sanh. Phật Bồ Tát vì chúng sanh, ta vì chúng sanh, ta vì chúng sanh, Phật Bồ Tát vì ta. Ta vì chúng sanh, Phật Bồ Tát vì ta. Và thượng có nói câu gì là với Nhận Đức: ông vì chúng sanh, Phật Bồ Tát thương ông. Ông không vì chúng sanh thì không cảm bổ nguyện. Đó, thấy chưa? Ông vì chúng sanh, Phật Bồ Tát thương ông. Ông không vì chúng sanh, Phật Bồ Tát cũng không phải ghét ông mà không cảm với bổ nguyện. Ông cảm với bổ nguyện của Phật Bồ Tát thì ông phải vì chúng sanh. Nên tất cả người nghe đạo, người tu, trưởng đoàn, trưởng ban, một người cũng vì chúng sanh mà tu. Vậy thì cảm với bổ nguyện Phật Bồ Tát. Mà đã là gì vì bổ chúng sanh là hiền liền, không nói dòng do chứ. Hiền liền. Nên Nhà Đức nói bây giờ là máu đến. Dùng cái câu này ghê quá. Chứ vị thấy nó hừng hực cái tâm. Nên trong gia đình á, mà mình sống mà mình đừng có đặt về danh lợi là tự nhiên quý vị sẽ nhẹ nhàng cái tâm. Rất là nhẹ nhàng cái tâm luôn. Bây giờ mình mà đi về chùa mình nghe về viết cái tâm trạng quý vị nó nhẹ lắm. Nó không có cầu cái chuyện mà cao xa quá, nhưng mà nó không có tệ đâu. Con người mà khi cái tâm trạng người ta nhẹ là phước người ta tăng, nó tâm trạng nó mới nhẹ. Còn con người mà tâm trạng người ta lúc nào cũng thiếu là người ta phước giảm, người ta mới bị vậy. Nên mình đi về chùa giết mình nghe đạo giết mà mình nhẹ cái tâm là biết là phước mình tăng à. Có người mà thường vui là thấy phước mình tăng à. Con người mình rất là nhẹ nhàng, nó không có bị những văn tự này văn tự kia để câu thúc mình là biết phước mình tăng à. Còn con người mà học đạo mà càng học mà quý vị biết là họ đụng ai nó cũng cự. Ngồi mà nói chuyện là bắt đầu là cự nhau đồ, hơn thua từng lời nói. Nói cái gì cũng cãi nhau.
đem Phật pháp qua cải lý, cải quá trời cải luôn là biết người này nghiệp nặng nè. Cái nghiệp người này tu không có an lạc đâu. Cái người tu mà đụng đâu cũng cải là không an lạc đâu. Nó đụng đâu cũng là cải bướng, không có được. Phụ ai cái gì cũng đi lỡ phụ người ta mà vậy sao? Chị, tôi thấy phải làm gì nè chị. Trời trời, tôi làm quen rồi, cô cũng làm giống tôi đi. Cô lỡ cô phụ tôi, cô đừng có ý kiến nhiều quá, mệt quá. Không chị, tôi thấy phải ý kiến mới được. Nhưng không ý kiến không có được. Trời ơi, sao? Thôi bà đi ra chỗ khác đi bà ơi. Lỡ mà làm, mới làm xíu ý kiến lum la, tôi thấy nhức đầu ghê luôn. Người ta làm im re, có bà vô là có chuyện à. Trời ơi, sao tôi phụ mà chị nói kỳ cục vậy chị? Tôi bà đi chỗ khác nghe, bà ở đây có chuyện rồi, tôi không được rồi đó. Thấy không? Mà ta im re, mình nhào vô cái là mình ý kiến à. Vừa mới làm nên thấy chị thấy mồi làm này không được. Bưng thì sao mà. Đồ cũng đi thật mà cứ bưng bưng cực thiết ghê. Kiếp cái xe đẩy đi, nó sợ tôi sợ tôi bưng quẹt. Nó mình vô mình phụ người ta, mình cứ phụ đi. Nghĩa là mình là người phụ việc, mình cứ lợi mình phụ đi. Là tự nhiên ai cũng thích mình chứ. Khi mình phụ việc với ai, người ta kêu mình làm, mình cứ làm đi. Là tức khắc mình không có bị mắc việc đâu. Mà từ cái hành động đó nó giúp cho mình tăng lên, tăng lên, tăng lên cái cương vị hoài vậy đó. Tại nó lót cho mình một cái nền móng. Còn mình mà khi làm việc với mọi người mà khi mà vô làm cái gì mình cũng ý kiến ý còi là đố mà mình tăng cái công việc mình lên được. Mà thường bị đào thải không? Đờ đạo gì cũng bị đào thải chứ. Thì biết một con người mà mình đi làm mà người ta kêu mình làm, mình cứ làm nhiệt tình đi hết cho mình đi. Là người ta sẽ chấm quý vị liền. Ai người ta cũng thích quý vị chứ. Nhưng mà nhào vô làm quý vị có thông minh cỡ nào, nhưng mà quý vị cứ ý kiến là 100% người ta sẽ không nhận quý vị, không dùng quý vị, sợ quý vị lắm. Người này vô là chỗ nào là sợ là ngán à. Rồi cái người mà bắt bẻ, từng lời nói bắt bẻ người ta là ngồi ở đâu người ta sợ quý vị lắm. Người không biết mới lại ngồi chung. Người mà biết là người ta tránh mất tiêu, không ai dám là ngồi chung với cái người mà gọi là ưa bắt bẻ, không có dám. Nên mình là cái tính của mình nhờ nghe đạo mình điều chỉnh, là mình coi của mình có dính chỗ đó không? Mình coi của mình có dính không? Mình đi làm gì mình cũng đụng với người ta chứ. Mình nói trời, tôi thấy sao tôi đi vô đây, sao đây khó quá. Vô đây làm là có chuyện, rồi nói sao người ta làm có chuyện mà bà vô là có chuyện. Là tại bà đó, mà quên mất tiêu, không chịu quay lại nhìn mình đâu. Mà cứ cho rằng là người ta khó, không là mãi mãi mình khó hoài. Không? Nên cái người học đạo là một cái người dễ tính. Mà cái người dễ tính là cái người không buồn giận thì dễ tính. Cái người không chấp văn tự thì dễ tính. Nó, còn cái người chấp văn tự là khó khăn à. Đó, ví dụ như bây giờ mình học được cái oai nghi, mình đi vậy để mình đi mình thấy đẹp. Nhưng mà cái bà kia đi không có đẹp. Mình nói sao bà đi kỳ cục với bà. Bà học oai nghi rồi mà bà đi kỳ quá. Nó, tôi thích đi vậy là sao? À, trời ơi. Người ta thích đi như vậy mà. Còn mình đi đẹp là mình cố gắng mình đi của mình đẹp đi. Còn người ta đi không đẹp đó là chuyện của người ta. Nếu đủ duyên mình nhắc, còn đủ duyên đừng có nói gì chứ. Vậy thì mình trở thành người dễ tính. Mà người ta thấy mình đi đẹp, người ta nhìn theo, người ta đi theo. Nó giống như bây giờ mình biết niệm Phật là hay. Mình cố gắng mình niệm đi. Mình niệm sao mà mình an lạc, mình vui, mình niệm đi. Rồi khi mà mình niệm, mình an lạc, người ta nhìn mình, người ta muốn niệm Phật. Những đức có một số bạn bè quen ngày xưa, người ta gặp những đức là người ta muốn tu. Tại mình ngày xưa chưa tu, mình te tu tả tơ tàn tạ. Bây giờ mình tu rồi tự nhiên sao mình càng ngày càng phơ phớ rồi quý vị. Tự nhiên bây giờ mình chưa kêu người ta tu, người ta gặp mình ta cũng muốn tu. À, ta thấy tu có lợi ích. Tu có lợi ích, hiểu không? Còn cái này mình tu chưa gì hết trơn mà mình rủ người ta tu. Người ta không tu mình chửi người ta. Nói chồng ăn chay đi, chồng không ăn chay. Mình nói không ăn chay, đọ địa ngục bây giờ. Nói chuyện với tao không ăn kệ tao, cho mày đó tao đọa địa ngục, hiểu không? Nó rồi mình khuyên người ta niệm Phật, người ta không niệm Phật thì bực bội mặt chầm dầm chù ụ, cái đó là tào lao khư khư rồi đó. Nó giống như một dĩa bánh ngon, mình mời người ta ăn, tao không ăn mình ăn, mình ép buồn chi, đúng không? Một cái đề học thôi mà học tập nó dính bao nhiêu con người, dính quá trời, dính tá lả âm binh. Thấy chưa? Dính nhiều lắm chứ không phải giỡn đâu nghe. Những cái điều này nè, nó đi vào nhân sinh nè. Thì mới nói là Phật Pháp đi vào nhân sinh. Nên tại sao mà cái người mà nghe mình nói chuyện, nếu mà người thật sự nghe những đứa nói chuyện, là không có một người nào khó tính nha. À, không có một người nào khó tính nha.
Tại vì sao? Những đức nói những cái điều nó rất dễ để cho mình được an lạc. Không có người mình mà dễ tính là nó an lạc quý vị. Dễ ăn, dễ ngủ thì nó là an lạc. Mà khó ăn, khó ngủ là không an lạc. Nên những đức thường nói ăn được, ngủ được là tiên. Ăn không được, ngủ không được là phiền. Bây giờ hồi tối ngủ được, sáng nay ăn được, thì bây giờ mới qua đây nói chuyện được. Chứ hồi tối mà ngủ không được, sáng nay ăn không được, thì giờ này qua là mặt nghiêng ngả thì sao mà nói được. Thấy chưa? Nên ăn được, ngủ được là tiên. Quý vị nói trời ơi, tu hành sao ăn ngủ tối ngày. Đã là mang cái thằng tứ đại này mà không chú trọng ăn ngủ. Quý vị biết rằng con người ta ngoài đời người ta mua bao nhiêu loại thuốc để mà uống, để ngủ, để ăn. Còn mình ở đây chỉ có niệm A Di Đà Phật, không mà ăn được, ngủ được, khỏi uống thuốc. Quý vị thấy số 1 chưa? Hiểu không? Đó, nên quý vị biết rằng vì uống thuốc này thuốc tí kia nó còn có tác dụng phụ. Nhưng mà nếu quý vị dùng viên thuốc A Di Đà Phật thì nó không có nóng nảy gì chứ. Nó còn giải quyết được nhiều vấn đề. Đúng là viên thuốc A Di Đà Phật này là viên thuốc thần diệu. Nếu bỏ đây không uống, giải quá. Hiểu không? Giải quá, đó thấy không? Nên quý vị biết rằng là cái việc quan trọng của con người tu hành mình là ăn được, ngủ được. Nhớ nghe. Mà cái người không tu hành cũng quan trọng ăn được, ngủ được nữa. Thì thấy con người mà người ta nằm xuống cái, người ta nhìn người đó, người ta nói một câu này nè: trời ơi, cái ông ba này gì đâu mà ông nằm xuống là ông ngủ, ông này ông khỏe, ông này sung sướng thiệt. Nằm xuống là ông ngáy khò khò, ông ngủ vậy đó. Còn ông hai, trời, ông nằm tôi thấy ông cứ gác tay lên giá, ông cứ lăn tới lộn lui, ông đổi chỗ nằm, ông cứ nằm qua cái chân, rồi cái chân ông quay lại cái đầu ông quay lại cái chân, ông cứ lộn tới lộn lui hoài mà không ngủ. Hoặc là bây giờ mình nằm ngủ gần chồng hay gần vợ gì đó mà bằng đêm họ không ngủ, họ cứ lăn tới lăn lui hoài, họ cứ gác tay lên trán, họ cứ say mình say mẩy hoài vì nằm kế họ, bây giờ ngủ không? Không ngủ được. Mà họ ngủ không được, làm mình ngủ không được luôn. Họ khó chịu bực mình cũng khó chịu bực mình luôn, nó lây. Còn bây giờ mình gần vợ gần chồng mình mà nằm xuống cái gái khò khò ngủ, mình thấy nó ngủ vậy mình cũng ngủ theo nữa. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mình có phước lắm, mình mới gần cái người ăn được ngủ được. Thấy không? Nên á, những đức nói rằng là quý vị phải nghe lời người xưa dạy. Người xưa người ta nói á, chơi bạn lựa bạn mà chơi. Khi ngồi ăn thì biết chọn chỗ ngồi. Khi đọc sách thì biết chọn ánh đèn sáng. Khi nghe pháp thì chọn vị trí ngồi thấy nghe dễ. Thấy không? Là biết chọn chỗ. Vậy thì mình ngồi ăn chung với người đó mình cũng phải kinh nghiệm, ngồi chung với mấy cái bà ăn nhiều. Chứ sao? Mình ngồi với mấy bà ăn nhiều mình có lỡ. Tại vì sao? Bà ăn dữ quá mình phải ăn theo. Bây giờ còn mình ngồi ăn với mấy cái bà liếm láp, mấy bà không ăn, cái ăn như con mèo vậy đó, mấy bà gấp tí ti, không lẽ mình ăn ngốn ngốn thì kỳ quá. Mà nó không có cái hương vị ăn nha. Nó bị gần với cái bà nào mà ngồi ăn mà trước mặt mình mà bà ăn mà bà kêu bà gấp á, ăn mà giống như là ngộ lắm, ăn mà làm hái găng vậy nè. Người ta ăn ngon thì ta ăn, người ta gấp bỏ vô miệng cái tao nè, là ăn ngon đúng không? Còn bả thì bỏ vô ăn vô làm nè. Bây giờ trước mặt mình mà cái bà mà ăn vậy, quý vị nghĩ sao? Vì nhìn bả chút vì không muốn ăn nữa, cái cảm giác ăn uống mất tiêu đó, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà mình chơi với nguyên một nhóm mập là mình mập theo. Lạ lắm á, mình chơi với cái nhóm ốm là mình ốm như ốm nhách á, mình ốm luôn á, chứ đừng nói giỡn hả. Còn thí dụ mình chơi với nguyên một cái dàn làm biến, coi chừng mình làm biến đó, nó bị ảnh hưởng. Rồi giống như mình chơi với một người mà ngủ được là người ta nói nằm xuống ngủ ngon, thức dậy ngon mới là ngủ được, chứ không phải là ngủ được mà sáng bỏ tu nghe. Này nói rõ ràng, nó nói ồ con ngủ được lắm thầy, sáng là nghỉ tu luôn đó thầy. Nó thua bà, thua rồi. Bà ngủ được thì bà phải thức được, bà mới khôn, bà mới ngon. Đó, bây giờ mình ở chung với cái phòng mà 6 người, mà cái phòng đó mình bước vô mình nằm mình ngủ là ngủ ngon, không ai làm phiền ồn ào. Nhưng mà sáng thức dậy là cái rẹt thức,
trời, ở chung phòng với gì nó ngon gì đâu. Còn mình ở chung với phòng 6 người mà sáng mình mở mắt ra, mình đang ngủ mê mình mở mắt thấy năm bà kia, mình nói, mình nhìn đồng hồ nó còn 15 phút để mình chơi thêm 5 phút được ngủ thêm 5 phút nữa. Mình vừa nhắm mắt lại, mở mắt ra, ở bên đây nguyện đem công đức đầy. Hồi hướng nó chờ gì đâu mới có 5 phút rồi sao mà đây hồi hướng. Mà cái buổi sáng cái giờ nó mê ngủ, nó nhắm mắt mình nghỉ 5 phút, mà 5 phút mà xong mà mình vừa nhắm 5 phút mà thật sự mình mở mắt ra nó quốc hơn tiếng mấy. Là bên đây tao nguyện đem công đức đầy hướng về khóc tất cả. Mình bên kia mình cũng làm theo, mình nói thôi lỡ rồi Phật ơi con cũng chấp tay tùy hỷ. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là do cái phòng nó mê ngủ, mà mình ở chung cái phòng đó mình ngủ theo. Còn nếu như mà bây giờ còn 20 phút nữa là phòng ta ngồi vậy, ta đi rửa mặt hết trơn, mình nhìn có mình nằm nó kỳ, thêm cái đó mình cũng sợ ma nữa. Tại vì có mình nằm trong phòng mình sợ, mình ngồi vậy liền, mình chạy đi rửa mặt, mình xách cáo chàng mình chạy dù dù mình đi. Nên từ nơi đó không thấy ở với cái người ăn được ngủ được mà thức được tu được vui vẻ được, đúng là quý vị có phước lớn. Rồi mình chơi với bạn bè mà mình có phước là mình biết liền, mình chơi với gặp người bạn nó nói chuyện rẹt, nói chuyện quạch tẹt, nói chuyện vui vẻ quan hệ không có buồn ai, quý vị ảnh hưởng lớn lắm. Còn mình chơi với người bạn mà nó lỡ mà nói chuyện với nó mà nó nói chuyện cái kiểu mà chị ơi chị, nhà em khổ lắm chị ơi chị, chủ nhật tuần này chị có đi tu không chị? Mình nói cho bụng trời là trời bà ơi bà nói đại đi, chủ nhật tuần này chị có đi tu không? Bởi vì tôi nghe mà nói chuyện là tôi khổ hơn cái gì nữa. Mà trời sao mà tôi chơi với bà sao mà đeo tôi hoài tôi khổ quá trời khổ. Nghe mà nói chuyện tôi mệt tới ghê. Xong cái bánh dĩa bánh trước mặt, cái dĩa bánh ngon lành, bà kêu mình ăn đi rồi có hơn. Bà kêu chỉ có ăn bánh u không á chị. Bà vừa nói xong cái chữ bánh u thì người ta lấy cái dĩa mất tiêu của nó. Trời cái bà mà nó chậm quá chậm, người ta lấy cái bánh dĩa bánh mất tiêu. Thấy chưa? Nói chậm quá, tiếng nghe khổ đau kinh khủng luôn. Hiểu không? Còn ví dụ như mình giảng vui gì, gặp bà nói hôm nay nghe thầy giảng vui thấy ghê. Hiểu không? Nói chậm đi à. Nó nói vậy thấy chưa? Gặp mà cái người bạn vậy nó nói với mình cũng thấy nó mệt mỏi tới ghê, nói cái gì là chậm rì. Nó trong chiếc xe người ta chạy là kế bên mình mà bà nói xe tới kìa chị là cái ông á, cái xe nó sẽ đụng ngay mình, mới nói xe tới kìa chị ơi là bà vừa xe tới là nó cái rầm mình luôn rồi còn gì. Bà chậm quá, nghe không? Nên từ nơi đó thì thấy không, mình thiếu duyên thiếu phước là mình gặp bạn là tự nhiên nó nhiều cái khuyết điểm mà không đạt, nó cũng ghét mình lại, thấy không? Nên từ nơi đó nó nói chơi bạn lựa bạn mà chơi, mà cái cách lựa bạn là bằng cách nào, là cái đạo đức phước duyên của mình nó chiêu cảm, cái đạo đức phước duyên nó chiêu cảm thì nó hỗ trợ mình cái sự thành đạt rất là cao quý vị. Cái đạo đức phước duyên nó chiêu cảm người đạo đức phước duyên đến với mình, nhạy bén đến với mình thì cái sự thành công của mình nó rất là dễ. Cái người biết nghe lời mình thì sự thành công của mình rất dễ. Nhưng nếu như mình thiếu phước đức phước duyên thì tức khắc cái người đến trở ngại mình không, sao mình thành công đây? Thí dụ như mình có phước mình sẽ biết liền, vợ của mình, con mình, chồng mình là răm rắp biết nghe lời mình, hòa thuận là có phước. Còn nếu như mà nó thiếu phước là nó trong nhà nó trở ngại nhau không, mình nói mở miệng mình nói gì là vợ nó cự, nó chọt cái neo. Kiểu mà hai vợ chồng mà sống chung, quý vị nghĩ đi, là mình biết nghiệp chướng. Hai vợ chồng mà sống chung, vợ vừa nói chồng nó chọt, chồng vừa nói là vợ nó chọt, cái kiểu đó quý vị nghĩ sao mà vui? Để đó là nghiệp chướng.
Còn mình cha mẹ mà mình dạy con nó cự lại là biết gia đình này lộn xộn. Cái gia đình này không bao giờ thịnh vượng quý vị. Cái gia đình mà người trên nói, người dưới nghe, gọi là kính trên nhường dưới thì nó thịnh. Dù là hiện tại cái gia đình nó đang nghèo đó, mà nó kính trên nhường dưới là nó thịnh. Nó còn một cái gia đạo mà nó lộn xộn trong đó chân là nó đang si. Dù là nó đang lên như diều gặp gió nhưng mà nó gớt xuống bây giờ. Tại gia đạo nó đang lộn xộn. Nên cái quan trọng mà chuyển được nghiệp chướng của mình là từ cái tâm mình nghe đạo và có công phu tu, rồi nó chuyển cái tâm tính, rồi nó chuyển nghiệp luôn. Có thể làm được trong đời này luôn. Gia đạo lộn xộn mà nghe pháp biết tu là nó chuyển trong cái đời này của mình. Ví dụ như bây giờ mà vợ chồng mà cứ đụng hoài là biết mình là phụ nữ mình không nhịn. Nên gia đình nó lu bu, nên thôi mình nhịn chồng mình đi. Mình nhịn chồng mình không có ai mà chê mình hết chứ, không có ai mà cười chê mình đâu. Mình nhịn chồng mình nó khó tính, mình nhịn nó giết nó dễ tính luôn. Mà mình cự nó hoài nó càng khó thêm. Giống như có cái bà đó đến chùa và nói bởi vì con nghe thầy giảng biết gì. Hồi nếu mà con có phước duyên mà con nghe trước mấy năm trước thì nhà con đâu đến nỗi tan nát. Thầy biết rằng chồng con thì mỗi lần nhậu vô thì nóng tính. Nhà có cái tivi à. Đầu tiên nó đâu có muốn đập tivi đâu thầy. Là nó đầu tiên đập bình thủy. Trước đập bình thủy. Mà phải chỉ đập bình thủy xong thì thôi đi. Con bực mình con nói còn tivi đập đi. Xong cái đầu nó còn nhưng nhị. Nó nói mày đừng có thách tao. Tao làm thiệt chứ không giỡn đâu. Nhưng mà nó chưa đập. Xong con chích thêm câu nói mày ngon mày đập đi. Nó cầm tivi đập cái bóp. Bây giờ con nghĩ là đúng là tại con. Đúng ra nó đập có cái bình thủy thôi, đâu có đập cái tivi. Nhưng mà con tức cái bình thủy nó đập mà con khích nó là ngon mà đập tivi đi. Thấy chưa? Nó dại kinh khủng luôn à. Còn có nhiều bà thí dụ như chồng nó đánh con cái à. Đưa cái mặt vô mày ngon mày đánh tìm bên nó đi. Thấy không? Thấy dại chưa? Mình bây giờ mình học Phật mình mới thấy đúng là mình mà không học Phật là mình dạy thiệt. Mà tự nhiên nó đánh mình được hai cái rồi mà mình đi đưa nguyên cái người mình vô mà nói mày ngon mày đá tao đi. À, nó quýnh mình tá lả bên ngày mai đi khám bệnh luôn. Nó dạy chưa? Mình bây giờ mình biết học Phật rồi, bây giờ mình đâu có đánh lỡ người ta đâu. Người ta về cái mình trốn bước vô rồi đi. Trốn đi. Thấy nó hung dữ mình trốn. Hoặc nó vừa mới đưa cái tay lên quýnh mình đừng có đưa cái mặt. Có nhiều bà cũng kỳ cục lắm. Nó vừa đưa cái tay thật sự nó không muốn đánh. Nó vừa đưa cái tay lên gì làm như này. Đánh đi. Mấy bà vô duyên không phải không? Thật sự là nó không muốn đánh. Nhưng mà mấy bà đưa ức quá. Đưa là đánh. Đánh mà lúc mà đưa cái mặt nó ghét lắm. Đưa đánh đi. Thằng ông mà nó tức bốp. Vừa là cái bốp quýnh cái bốp xong rồi. À, chồng sớm rồi, trời ơi, chồng tôi đánh tôi, cha mẹ tôi chưa đánh tôi mà chồng nó đánh tôi. Dù cái thằng chồng mắt dại mà đánh tao. Thì bắt đầu là nó đánh đúng con cái mà chữ sùm la chồng sớm nên kêu sùm là nó tức. Đá thêm đá nữa, cho thêm chỏ nữa. Tại mấy bà thấy chưa. Thật sự mà nói nếu mà nói đổ thừa hết cho đàn ông thì cũng chưa chắc. Nó đàn ông mà nó có khi nó không biết tu, nóng tính, nhậu nhẹt. Hiểu chưa? Mình về mình vừa thí dụ như giờ người ta vừa đưa cái tay lên mình là ai mà nỡ đánh không. Thật sự mà nói mình mà vừa đưa cái tay lên gì mà ta làm nè sợ quá. Bây giờ không lẽ mình vô tình đến mức mà mình tát thêm cái nữa. Cái kiểu đó không có đúng con người luôn. Nó thật sự con người nào mà ai mà nỡ làm gì. Nhưng mà ngặt có một cái mình vừa đưa cái tay mình giả bộ thôi. Đàn ông nó hù, thật sự nghe hù mà làm thiệt á. Đàn ông nó hù để cho vợ sợ một chút thôi, giống như lên mặt chút vậy mà. Đàn ông thì nó là cái ngã là mình làm cho đấy cho vợ mình nó sợ một cái bạn bè nó tao hét cái vợ tao sợ cho mày coi. Nó nào mình hét cái nó này cái gì hét gì trời. Thấy chưa là chút về có chuyện, thấy không? Nên người ta vừa đưa cái tay chuẩn bị đánh mình, ta vừa đưa tay lên gì của mình làm ta nó sợ đánh nơi chị, thấy không? Còn mình ta vừa đưa cái tay lên mình nè đây nè đánh đi bốp, rồi xong đưa thì cái mặt bên kia nè còn bên nó đánh bên nó đi. Dạy gì đâu mà kỳ cục cháu là cháu. Nó bây giờ có không mấy bà ở đây có vậy không? Thấy chưa?
Nên từ đó cái bà ở đây chắc nghe đạo với khôn, nó không có đến nỗi bị mà kỳ cục gì đâu, thấy không? Nó đó là cái điều này nghe nghe viết và để nhắc nhở mình không có những người gì đó quý vị, chứ không phải gì đâu. Nó nên quý vị thấy nha, về chùa nghe ông thầy ông nói gần gũi chưa? Có nhiều người nói ông sao mà kỳ cục, ông thầy Đức ông giảng cái gì mà ta nghe đông dữ cái chợ, cái gì đâu vậy đó chứ gì? Nói gì mà giảng Phật pháp ngộ vậy? Chứ Phật pháp là cái gì? Phật pháp là cuộc sống hàng ngày chứ gì? Nói sao mà dính ngay người ta là người ta phải nghe, còn nói mà không dính ai chứ, dù mình có giảng hay cỡ nào hay nhưng mà không có dính ai chứ. Người ta ngồi ta nói trời trời sao tôi nghe ông thầy này giảng nãy giờ sao tôi không dính cái gì chứ, người trời giảng ở đâu á, thấy không? Thì tự nhiên người ta đâu có chịu nghe. Nói mà cái chuyện mà đừng có buồn giận ai là được hạnh phúc là thấy là dính tá lả âm bình, có đề học thôi mà nó dính quá trời rồi, đúng không? Nó nên bây giờ từ cái đề học này điều chỉnh sửa đổi lỗi lầm rồi cỡ mở ra tới cái ngày lễ với Quan Âm áp dụng luôn, thấy chưa? Nhắc nhở từ xa luôn đó, hay chưa? Đó, khắp nơi người ta nghe đó là người ta nội mà trưởng đoàn thôi người ta cũng hứng lên, khi này dẫn đi cho người thấy, bắt đầu gũ đồ tá lạ chứ. Vậy mà có những phái đoàn quý vị biết rằng là đăng ký 300 người, 500 người quý vị. Có phái đoàn mà dẫn 500 người đi, đúng là kinh thiệt chứ. Đoàn mà dẫn đi 500 người mà 10 chiếc xe 50 chỗ không dẫn đâu nghe. Mà ở xa thấy ghê, mà dẫn được 500 người thấy ghê thiệt chứ. Ừ, đi kiểu này là không phải giỡn. Nguyên cái đoàn xe đó mà đi ra ngoài đường chắc nó ớn lắm, 10 chiếc xe đi thấy ghê lắm quý vị. Đúng không? Đó, nên á, như ngày 17 rồi đó, đoàn mà có đến đó, là đến thẳng đây đi, tiện nhất cho việc đến đây cái sắp chỗ đâu vào đó hết đi. Bên Đại Tùng Lâm mà cái bữa cái chỗ mừng thọ của Hòa Thượng mà dọn bàn hết trơn, nguyên một cái nhà rộng thênh thang, nằm ngủ mát, ngon lành luôn. Nó đến cái mình có chỗ ở hết trước đi. Nhớ nè, ngày lễ đông đúc gì, đi đến chùa đừng có cầm điện thoại theo, không chỉ mất công mệt lắm. Mình đã quyết chiến à, là mình tu cho tới chứ mình không có nói mà để điện thoại reo reo gì đâu. Nó kẹt lắm mình cầm cái trắng đen theo, lỡ nó có mắc không sao, không ai để ý tới. Đừng cầm mấy cái điện thoại cảm ứng theo chỉ cho nó mệt. Còn vòng vàng đồ lột để nhà hết đi, đừng có cầm theo nghe. Còn cầm theo thì tới thùng Tam Bảo bỏ vô đó đại đi, Tam Bảo ta cắt giùm cho nó chắc ăn, đúng không? Nó còn thí dụ như tiền bạc mà cầm theo cúng dường thì mình đừng có đợi tới ngày mai, đừng có đợi đến là cúng liền đi, chứ đừng có nói để con gặp thầy Đức tôi cúng cái chừng nó móc mất tiêu, hiểu không? Bỏ cái thùng Tam Bảo lên chánh điện lễ ba lại, bỏ thùng Tam Bảo. Nó chuyến này bên đây nhà Đức sắp xếp cho mấy chú ghi cầu an cầu siêu, kệ phương tiện ấy, quý vị biết ghi cầu an cầu siêu vui lắm á, người ta ghi đông lắm, vui. Những người ta mà lễ lọc mình nên làm điều này, tại vì người ta lạ, người ta đến với mới dẫn đi lần đầu, ta nghe nó nói ghi cầu an cầu siêu người ta phá à. Mà nói chứ cũng vui á, cái người trong gia đình mình chết mà chưa siêu, mình ghi cho người ta một cái ta cũng vui. Nó vui bản thân mình đi, mình đi đến nơi nào mà tự nhiên người ta ghi danh cho mình cũng mừng, thấy có cái tên bên trong mình thấy cũng phá, biết không? Đó, thì bây giờ cái người chết mà chưa siêu mình ghi cho người ta cái tên người ta, mà lỡ mình tu mình ghi luôn thì người ta đến là nói cháu tôi nó cũng nhớ tôi ghê luôn nghe, nó nghĩ tới tôi nên nó ghi cho tôi nè. Người ta theo mình ta đứng ta thấy rõ ràng mình ghi cái tên là Trần Thị É, nói là trên Trần Thị É trong đây kìa, cho tôi có danh luôn liên tịnh được quá, hiểu không? Đó, rồi thí dụ như mình phá thai ba lần, thai nhi Trần Nguyễn, ví dụ như chồng họ Trần, vợ họ Nguyễn, ví dụ thai nhi Trần Nguyễn 1, thai nhi Trần Nguyễn 2, thai nhi Trần Nguyễn 3 là ba thai nhi mình đã từng phá thai, ghi vô. Nó rồi mình ghi cho ông cố tổ tôi, Trần Minh Méo, nó ghi vô ông sau lưng ông nhìn thấy ông méo, ghi ông của tổ mình đó, ngon đó. Thấy không? Cái ghi đó đó là nó được lợi ích, là người ta vui, người ta hoan hỷ có ghi, thấy không?
Còn nếu như mà mình ghi rồi mà mình không tu chứ thì vui cái thôi, không có được lợi ích gì nhiều. Nhưng mà tu mà có ghi cái nữa thì người ta thích dữ lắm quý vị. Còn không ghi mà tu không cũng tốt nữa, không có gì chứ. Nên cái phương tiện đó, những cái điểm mới gì nè, thì tự nhiên đến chùa nó có này có kia có nọ một chút, đúng không? Đến chùa mà lễ lập thì bước ra thì ngồi ghi rồi cũng vui, có chuyện làm đó, nó có chuyện làm. Mà kế cái chuyện làm đó mình để thêm hai cái thùng tam bảo, thấy không? Mình để hai thùng tam bảo, một cái thùng mình để nghe là cúng dường tam bảo cầu an cầu siêu, thấy không? Một cái thùng mình để là cúng dường tam bảo phóng sanh xây chùa, đó, thấy chưa? Để hai thùng kế về, mình nói đây mình nói rõ hết cho người ta nghe. Những đức thì sao? Có phương tiện lễ lọc xong thì ở đây mấy thầy mấy chú mở ra đưa hòa thượng trả tiền xây dựng. Những đức đâu có lấy các bạc nào đâu, mà sợ đâu có đâu, hiểu không? Vui nhất là hòa thượng xây chùa được để cho mình nuôi người già, đây là cái hạnh phúc vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Đó, được rồi, cứ vậy mà làm. Nên những đức tính ra nhiều cái để làm chi? Để cho chúng sanh người ta tiện bề. Người ta đi về chùa nghe có khi đông quá nghe quý vị, chánh điện đông quá, ta muốn cúng dường, ta phớt ngang, ta đi không kịp, ta đi về luôn, không cúng. Chùa chiền mà lễ lọc đông quá, mình để thùng tam bảo, mình phải biết cách mình để ngay cái đường đi, tiện bề người ta đi ngang sẵn chết. Cúng dường mà nó cũng bị câu nữa đó. Câu cái gì? Trước mặt mình ba bốn bà cung 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 cung, cái bà kia đúng là bà không muốn cúng, nhưng mà giờ không cúng kỳ quá, móc ra bà cúng tôi không lẽ không cúng cúng thấy chưa? Nó tiện bề, tiện bề người ta tu được phước duyên, đi đến chùa người ta được kết duyên tam bảo quý vị. Còn nếu như bây giờ thùng tam bảo trong đây không, đi chặt 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 xô xô xô, cái tâm giữa mình nửa muốn cúng mà nửa muốn không, tự nhiên sẵn cái đà là không có cơ hội, đi luôn về không cúng luôn, là mắc cái duyên đi đến chùa cúng dường tam bảo. Nên mình phải tiện bề mà để thùng tam bảo sao mà cho nó thuận tay người ta, để ngay tay phải tay phải dậy cúng, thấy chưa? Nó phải mấy anh em trong chùa là như vậy nó mới có phước. Những đức ngày xưa mà ở trong chùa thì biết rằng là từ cấp còn cư sĩ là biết tính toán gì à, để cho chùa có cái ngăn phản để mà lo cho bao nhiêu con người về chùa tu. Ờ, quý vị nói bây giờ tu hành mà không có tiền làm gì, làm việc được? Quý vị coi chùa chiền xây dựng ầm ầm vậy mà không có tiền sao xây, hiểu không? Quý vị thí dụ như bây giờ quý vị cúng dường cho tam bảo để xây được một miếng gạch, hai miếng gạch vậy đó, mà cái duyên đó một ngày là mình nằm trong cái phòng đó đó. Ờ, à, không có giỡn đâu. À, thí dụ như bây giờ đó, trong lòng mình cúng cái thang máy cái mình đi lên, trong lòng mình thấy nó vui lắm. Thang máy mình cúng mình đi lên, trời trời thang máy bao nhiêu người đi mình phái quá. Trong lòng mình cái tâm trạng đó nó phước rất là lớn. Ừ, mình cúng ra để cho người ta được nằm, người ta nghỉ, người ta ở, mình vui khi người ta được như vậy. Cái phước của mình sanh ra từ như vậy mà ra, mà ra đó, chứ không có giỡn đâu nghe. Như mấy ngày nay dưới chùa mình dưới đó, có cái cô kia nhà sách đây nè, sách Phú Mỹ, phát tâm mà cổ giác vàng tượng Phật, giác vàng tượng Phật chánh điện trên mình á, giác xong hết rồi. Vậy mà đi, bà đi đến chùa, bà nghe vậy đứng nói chuyện, nghe nói chuyện một cái bà vui lắm, vì bà làm luôn chánh điện dưới luôn, hôm nay xong luôn. Chủ nhật tuần này quý vị về dưới là vì thấy tượng Phật giác vàng đẹp lắm dưới á. Ừ, rồi xong rồi bà vui tiếp tục, nó bà làm luôn bàn tổ quý vị. Rồi bà nghe nói thêm buổi nó bà vui quá trời vui, bà làm luôn cái hình. Một chút bà đi kiếm tá lạ bên mà làm được cái chuông, bà giác vàng hết trơn quý vị. Chuông gì bà cũng giác vàng lên chứ. Hôm qua bà nói coi chừng con giác vàng luôn cái tivi nữa. Ta thôi thôi được cái tivi để coi. Ý biết rằng tự nhiên người ta đi về chùa người ta vui làm sao quý vị không? Mà cái cô có nói trời thầy thầy sao mà con vô ở chùa này mà vui dữ vậy thầy, cái cảm giác mà vui dữ vậy. Nhưng đức nói cô biết sao mà vô đây mà vui dữ không? Vì con người ở đây ai nó cũng vui, cái từ trường nó phát lên lớn quá. Thí dụ như thế giới cực lạc thì sao mình về mà cùng cực an lạc, vì cái tâm trạng của người thế giới cực lạc nó vui đến mức cùng cực, nó mình về là mình hưởng từ trường. Bây giờ đơn giản là mình vô cái gì gia đình mà hai vợ chồng nó quýnh lộn mình vui nổi không?
Mình vừa mới ở ngoài mình cười, ơi vui quá xa là vui. Mình vừa đi đến vô, mình vô cái nhà đó, cái hai chồng này, ê, quýnh mày bây giờ. Giặt ầm 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 nó quýnh. Mình nói trời ơi, vui vui đói á. Đi chạy chạy chạy. Mày thấy không? Mà mình đi vô, mình cái tâm trạng mình buồn hay mình đi vô cái ngôi nhà người ta ăn chay, niệm Phật, vui vẻ. Tự nhiên nhờ cái niềm vui của người ta mà giúp cho mình đỡ buồn. Nó, nên mình đi đến ngôi chùa mà tu hành an lạc á nghe. Mình vô một cái là mình sanh phước liền. Nghiệp nó tiêu, phước tăng lên liền. Nó, bởi vì quý vị thấy tại sao mà Chủ nhật, thứ bảy người ta về đây, người ta hưởng cái sự an lạc từ trường, quý vị thấy nó bình an không? Mà mấy ngày lễ mà chờ, đừng có nắng. 4 ngày lễ mà chờ mà không nắng giống như hổm á nghe. Giống như mà ngồi ở ngoài sân cũng mát luôn. Giống như mà không biết làm sao mà quang minh của Phật Bồ Tát che mặt trời lại. Giống như che mà để cho đừng có tối thôi. Đừng có tối mà cũng đừng có nắng. Chờ mát luôn. Trời ơi, này rất đặc biệt lắm. Cả ngày đi vòng vòng chỗ nào cũng mát, đúng không? Đừng có nắng. Phật Bồ Tát có gia hộ nghe. Con cháu nó về nó lại Quan Âm. Thấy không? Ngài dùng nước cam lồ ngài giải. Giải tùm lum, đúng không? Trời Quan Âm Bồ Tát mà một giọt nước cam lồ của ngài mà giải nhẹ cái thôi là tất cả các điểm chùa mình là mát lạnh luôn. Là quý vị tắm mình ở trong cái nước cam lồ đó, mình chọn nước cam lồ đó cũng ngọt lắm, em giỡn đâu nghe. Ông nào mà nhậu mà nhậu mà te tua, nhậu về chửi vợ chửi con rồi hung dữ hỗn rồi đó. Vợ mà mình chửi cha mẹ vợ chửi tá lả hung dữ lắm. Về bên vợ mà kênh kênh với gia đình bên vợ là vô đây đi, dẫn kiếm cách dẫn ông vô, dẫn vô. Mà ông ngồi cho có hội lại Quan Âm á nghe, mà nước cam lồ của Quan Âm Bồ Tát mà giải xuống dính ông liền. Về là trời, có cái ông đó nói là uống rượu cả ngày lẫn đêm uống. Vậy mà đi đến chùa mình lại Bồ Tát Quan Thế Âm, về tự nhiên ông nói là uống rượu đắng ngắt. Đúng là kỳ lạ cái việc này. Mình nói là đúng là Phật Pháp bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn. Thấy chưa? Tại là cái gì mình biết không? Là cái công đức quá lớn, nó chuyển cái nghiệp chứ. Còn cái người mà cái nghiệp quá nặng, nó uống rượu nó ngon quá ngon, đúng không? Rượu mà như mình phụ nữ mình không uống thì mình uống ly rượu mình nó sợ mình còn chết được. Vậy mà ông uống ực đúng không? Là cái nghiệp chướng quá nặng nề, nó uống rượu. Uống say xưa. Mình tỉnh queo gì ngon quá trời, như những đứa ngày xưa là những đứa không chịu tỉnh. Ngày nào mà tỉnh là ngày đó những đứa nói buồn, buồn. Còn ngày nào mà say thì tự nhiên đi vậy nè. Vui quá vui. Mà đi vui, té hứ vui. Chạy xe tới cái ạp, dựng xe lên vui quá vui. Đúng là mình, cái người mình nó mê quý vị, là nó vui trong cái khùng. Nói câu này nghe kỳ kỳ, nó vui trong cái khùng. Cái nghiệp nó nặng là nó vui trong khùng. Tới bây giờ con người mà tỉnh gì nè, nó mới là vui. Khỏe tỉnh nói chuyện đàng hoàng thì nó vui đúng không? Nhưng mà lạ thay, cái nghiệp chướng nó nặng là nó không có chịu tỉnh. Nó đi uống rượu, nó uống để nó đi té lên té xuống. Rồi đứng giữa đường giữa xá đi tiểu. Vậy mà vui, vô duyên vậy mà vui. Khi lúc mà bình thường tỉnh đó là đứng tiểu mà còn đứng nhìn nhìn người ta chỗ này chỗ kia, vô nhà vệ sinh còn khóa cửa. Vậy mà nhậu vô cái đứng ngay gốc cây. Mà nhìn không thấy nhà người ta trong khi mình xỉa vô nhà người ta. Nó nhậu xỉn mà nó tào lao vậy đó. Nên nó gọi là vui trong cái khùng. Thấy chưa quý vị? Còn mình bây giờ là vui trong pháp vị. Hay. Vui trong pháp vị. Nói vậy là 4 ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm là quý vị vui trong pháp vị. Nói mà cái cảm giác quý vị chưa lại thôi, quý vị ngồi trong đó thôi nghe. Ngồi trong đó thôi mà bao nhiêu ngàn người người ta nghe. Quán Thế Âm Bồ Tát. Trời ơi, quý vị cảm giác quý vị ô sung sướng gì đâu á. Nó thí dụ như bây giờ mình thương một người nào thôi mà mình chỉ cần nghe ai nhắc tên người đó là mình đã thích rồi. Không chỉ Phật Bồ Tát, cái tên của Bồ Tát Quan Âm, trời ơi, cái duyên của ngài là cái cõi Diêm Phù Đề này là cái duyên Bồ Tát Quán Thế Âm dạy dữ lắm.
Nguyên một cái phái đoàn người ta đi nghe, đi rẹt. Ta nhìn bộ tam thánh người ta không vô lại. Vậy mà người ta đi ngang cái đài Quan Âm mà dưới hộ pháp mình sau lưng á. Tự nhiên đi ngang cái vị ta đi ngang ta nhìn ta thấy tượng Quan Âm màu trắng trắng đứng. Ê, vô lại Quan Âm. Ngộ không? Lạ chưa? Vô lại Quan Âm. Đó thì vị biết rằng là cái nhân duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm ở cõi Diêm Phù Đề này lớn quá. Nên mình phải nương vào cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm ở cõi Diêm Phù Đề mà cái duyên của ngài dạy, để mình nương vào cái hạnh nguyện của ngài để mình tổ chức lễ viếng của ngài, để làm chi? Để mình nương vào cái hạnh nguyện của ngài để dẫn dắt người ta niệm Phật để sanh cực lạc. Số 1. Thấy chưa? Mình không có đủ duyên đủ phước mà tập trung cả chục ngàn con người, nhưng mà hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm là tập trung được. Nên mình đã làm cái kiểu này, vậy là Bồ Tát Quán Thế Âm tì hỷ vui liền. Ngài gia hộ, ngài lễ viếng Quan Âm mát lạnh, gió thổi hiu hiu. Gió thổi quá nó cũng khó chịu chứ không phải giỡn đâu, nghe vậy gió thổi hiu hiu. Thời tiết mát mẻ, thời tiết mà mát mẻ mà gió thổi hiu hiu. Ôi ôi, vậy là đông người ta ngồi ngoài này được hết trơn luôn. Còn nếu như bây giờ mà nắng chang chang, nó ngồi ở đâu bây giờ đây? Tội nghiệp, con cháu về lại không? Bồ Tát, ô Bồ Tát. Hiểu không? Hiểu không? Nên từ nơi đó mình phải tin là phàm phu còn phát tâm học Phật Bồ Tát. Như vậy thì Phật Bồ Tát làm sao bỏ mình? Thí dụ như một mình thì Phật Bồ Tát nó có mình mày, mày lại xong mày về ngủ, dễ. Nhưng mà Phật Bồ Tát nhìn xuống thấy quá trời đông người ta về đây y đứng nheo nhóc của chân tá lả binh con người chỗ nào cũng có, thì tự nhiên ngài dùng quang minh, dùng nước cam lồ của ngài rải xuống để cho đây mát mẻ và tự nhiên không có nắng. Nói vậy thôi, còn nếu như cái nghiệp mình nặng quá thì kệ, mình chịu. Sao mà nói vậy thôi, nhưng mà bữa đó nắng rồi nói trời, thầy đứa không nói hôm nay nắng quá trời nắng. Hoặc là hôm nay nó mát đến mức mà nó mưa luôn trời ơi. Thì chịu. Mình nói vậy thôi, mình nói thầm cái câu này, tùy con thì con phàm phu con nói vậy thôi đó. Tùy Phật Bồ Tát sắp xếp làm sao cái chuyện của ngài. Tại vì ngày lễ viếng của ngài mà con phát tâm con lại dữ quá. Người ta tổ chức có ngày 19. Con làm luôn từ ngày 18, 19, 20 vớt luôn 21. Hiểu không? Đó, quý vị biết rằng vậy mà cái nhân viên Bồ Tát đặc biệt ghê. Vậy mà người ta háo hức nghe đồ đòn, người ta đi ào ào. Xe nó lăn bánh lộn chạy. Nó bồi là háo hức nghe. Mọi vị nghe, quý vị với cái cảm giác mà các đòn sao bây giờ mà đang nghe hứng. Quý vị biết rằng bây giờ chưa gì hết mà bây giờ đang bố trí một cái dàn nhân sự. Kinh lắm. Bên chùa mới mà đứng hàng cầm cơ. Quơ cờ kinh khủng lắm. Nghĩa là cái đường ở đây thì nó chặt rồi phải không, là vốn được rồi. Đường này đường đi bộ, đường mà ngang này đi bộ nghe. Quý vị chạy ra cái đường mép bên ngoài ha, là quý vị thấy cờ đứng quơ cờ. Nghe không, quơ cờ được ơi ha. Đoàn đến là bắt đầu là 5-10 chú làm nè. Ai với đâu phớt, ai với đâu phớt, quơ đó. Biết rồi đó. Một chú nghe không, cầm cờ làm nè. Quýt chứ, ý nói là đây, chạy vô đây. Vừa chạy vô là mấy chú kia không đứng. Đó là ghé đây, đậu đây. Đó là bố trí nhân sự. Mà bố trí gì nó hứng lắm quý vị. Thí dụ như mình đi đến nhà ai đi mà người ta vắng que, mình đến mà không thấy ai đón luôn, đúng không? Buồn chứ. Buồn mà cảm thấy mất mặt. Mình vẫn đã lợi nhà đó là mà mất mặt rồi đó. Ủa sao mà tôi thấy na đi lại đây mà sao tôi không thấy ai chào đón hết chứ. Vắng que, vắng tanh đi chào. Không biết sao kỳ, nhà nó vắng que. Kỳ quá. Thấy không? Nhưng mà mình đi đến nhà ai mà tự nhiên ta đứng nghe ta kêu: "Anh ba, hô hô, ghé vô, anh ba, hô hô, vô ghé vô." Là tự nhiên mình hứng liền trong lòng, nó công nhận tôi mà đi đến đâu là tôi nói với anh. Tôi mà đi đến một cái thôi là tôi nói đứng chào sùm. Mời vô liền, anh ba uống cà phê uống nước, nở mặt nở mày liền, đúng không? Còn mình mà dẫn ai đi đâu mà mình đi ngang mà người ta gặp mình, thấy không? Là mình mắc mặt rồi đó, thấy chưa? Vậy bây giờ các đoàn mà dẫn người đi đến đây tu thì bố trí nhân sự đứng ngoài đường dài một hàng, cầm cờ quơ tá lả chứ. Giống như
náo nhiệt vui vẻ hoan hỷ để đón cái người tu về chùa, đón Bồ Tát về lại Bồ Tát. À, vậy đó các vị trưởng đoàn nghe chưa? Bây giờ những người mà bây giờ mà chuẩn bị mà 5 năm chuẩn bị đi, những đức nói vị bây giờ tiến thêm bước nữa đi. Thôi nó xong về chồng nói à, chuyện này không đi nghe như thế này chứ không cho bị lại nha. Bây giờ ông nói ông lại xong về tính. Tôi đi lại xong về tính. Tại vì sao tôi nói cho ông biết nghe, chuyến này tôi về tôi lên tôi hồi hướng cho ông. Tao không cần hồi hướng gì chứ á, không cần kể ông tôi hồi hướng nữa là sao. Chậu con nhỏ này sao nó kỳ cục, chậu này sao nó gan với tôi nói với ông nghe. 4 ngày lễ Bồ Tát Quan Đêm phải dễ có đâu nghe chưa. Chuyến này tôi phải đi. Ông muốn cái gì? Nói, thôi bà đi đi bà. Thấy không? Mình đi tu mà. Mạnh dạn, đừng có nói làng nhàng. Làng nhàng là ta cản đó nghe. Chỉ cần mà cái tâm mình yếu mà nói là để coi bữa đó cái tính lại. Thế nào cũng rớt. Tính lại là rớt. Không có tính gì hết trơn á. Đi. Rồi là đi liền, không nói vòng vo chứ. Tu mà phát tâm đối với Phật Bồ Tát là phải rẹt, rẹt, rẹt. Nói vòng vo chứ, phải mạnh vậy đó. Nên trưởng đoàn ầm ầm lên, kiếm mấy cái nón đội rồi quay phong lẫm liệt rồi đi rồi. Mỗi mấy đòn á, mỗi mấy đòn phải bố về đất mai cho cái áo mà giống như phi kiếm hiệp á. Bằng mua đồ bình thường rồi quá cái áo vô mà buộc ngang cổ mà không biết sao nó dài xuống á, đi là biết chữ đồ liền. Chữ đồ ghê quá. Tôi mua tôi cái kiếm bằng mũ dắt vô dẫn đồ đi kiểu đó, đúng là nó ghê gớm. Cái kiểu như mà đoàn xe đứng nguyên một hàng chữ đồ thì chữ đồ mà rút kiếm. Đứng ngồi trên xe lú đầu ra rút kiếm xẹt đi. Xe chạy liền. Ờ cái này cho mắc cười mà chết được luôn nè. Nên ông như đứa nó làm cái kiểu này chắc đi về chùa mà cười mà chết luôn. Tôi chữ đòn bà nào có chiếc áo dài thòn đi chứ. Ông chữ đòn nó phải là lạ hơn ta một chút. Chiếc áo đó thì mai cũng có khó gì đâu, chứ cần miếng vải thôi thì nó mai mai ở trên nó có gì thun nó rút lại buộc vô cái là đi. Mua cho mấy bà thêm cái nón khi kiếm hiệp mà cái nón giống Trung Quốc á, nó đội vô cái nữa phía xe phía kế bên có kiếm một mũ dắt cái nữa mà đi tàu đi kinh. Mà mấy bà cao cao thì đỡ mà gặp mấy bà lùng xỉnh mà đi cái đó. Ông nó chắn ai về chùa mà làm nhiều chuyện mà nó mắc cười quý vị. Làm nhiều chuyện mà nó mắc cười á, tự nhiên con người ta nó vui. Thì biết tại sao mà chùa mình mà cái ngày mà chủ nhật mà ta đi đến đâu người ta cười. Cười nhiều. Một nụ cười một 10 tháng thuốc bổ mà quý vị coi, nãy giờ mà cười mà nó cười mà nó giống nó quên sạch nhất hết những cái nỗi buồn trong lòng. Buồn cười mà quên nghèo. Ừ. Cười quên nghèo nghe. Nghĩ cười là nó cũng nhớ nghèo á. Nhớ nghèo là khổ à. À, có cái bà kia nói là trời ơi thầy ở nhà con mà thật sự thầy con nghèo đến mức mà con ngáp mà con nghe có hơi nghèo. Trời ơi cái vụ có hơi nghèo nữa. Ngáp mà có hơi nghèo. Vậy mà đi về chùa cười giết hơi nghèo mất tiêu. Ở vì cười đi là quý vị sẽ thấy nó đặc biệt liền à. Mà con người dù nghèo gỡ nào nghèo quý vị mà gương mặt nó tươi vui mà cười là vì có cơ hội. Người ta vừa nhìn quý vị là người ta nhận quý vị làm việc liền. Còn quý vị mà mang cái mặt mà chủ gia đình con nghèo khổ lắm chủ ơi, con gái 4-5 đứa làm hoài mà nuôi không đủ chủ, nó thôi bà đi giùm tôi đi, tôi mà nhận bà chứ công ty tôi sạt nghiệp quá. Người ngoài đời người ta tin cái chuyện mà gọi là sáng sủa nhạy bén đấy, vì hiểu không, chứ ta không có nói hai chữ đạo nghĩa nhiều mà ta không có nói tiền tội nghiệp cái chuyện đó đâu, mà ta nhìn mình phải sáng phải vui phải nhạy nhận mình liền. Nhưng mà mình lỡ mình khóc rồi. Nó thôi đi chỗ khác.
chưa buông bác khóc khóc đứng ôm sùm chỗ này cả ngày nay là ế chết, thấy chưa? Cái cảm giác người ta ngoài đời tưởng gì đó. Nên mình bây giờ mình là người tu hành nghe, khổ là bản thân mình biết, còn duyên mình sống phải đặc biệt. Thay vì mình nghe đạo mình hiểu rồi, mình khổ mình khóc không ai cho mình đâu, mình vui vẻ mình an lạc còn có phước hơn. Nên á, những đức nó thiệt chứ, chúng ta mà biết chùa chiền mình ở đây rồi, cuộc đời của người mình từ hôm nay thật sự không có khổ nữa. Khổ nữa khổ gì? Nên cuộc đời mình từ hôm nay chữ khổ cho nó yeah đi. Chùa của mình bây giờ mà nói là chữ khổ là không có chỗ đậu. Nó khổ là cho đi chỗ khác. À, khổ là đi chỗ khác chứ. Vì nhớ nha, nơi nào mà có nguồn gốc của cái khổ mà không có niềm vui thì toàn bộ khổ hội tụ gì đó. Nhà quý vị mà nếu mà không tu mà buồn khổ là khổ sẽ hội tụ ngay nhà quý vị luôn. Chứ sao? Nó tập trung về ngay cái chỗ khổ, khổ nó tập trung về khổ, mà vui nó tập trung về vui. Đa phần con người ngồi ở đây là phần nhiều người vui không nè? Đa phần luôn. Vì biết rằng cái con người người ta mà người ta khổ nghe quý vị, người ta cười không nổi. Mình mà nói Phật pháp người ta nghe nói ông thầy nói gì hết trơn, không biết cái gì hết chứ. Nó khổ là nó đi vào cái mức bế tắc, không có còn biết một cái gì để mà tiếp nhận Phật pháp chứ. Nên con người mà tiếp nhận được Phật pháp là con người phải được cởi mở tâm tư, trước nhất là vui trước đi, rồi mới đưa Phật pháp vào được. Không có giỡn nghe. Chứ những đức nói, nếu mà nói Phật pháp chánh tông quý vị, nếu mà nói chánh tông ra là mấy bả ngồi dưới nước miếng chảy tầm lum. Những đức nói một lần một thôi, đối với bà đến nghe pháp nữa, cái kiểu cái giờ này là cái giờ mà đâu phải cái giờ tầm thường, cái giờ này là cái giờ buồn ngủ, cái giờ này buồn ngủ ác đạn lắm, mà cái giờ này giảm không có lực á nghe quý vị, không có lực là ngồi ở dưới nghe nó quay á. Nó cho giảng mà không vô rồi nó ngồi dưới nó quay vậy nè. Mà họ mà quen vậy rồi mình ở đây sao giảng? Thí dụ như mình giảng cho người mù, mà người mù người ta cũng dùng cái tâm thức người ta nghe, mình mới giảng được. Còn nếu mà đóng hết lại chân sao giảng? Quý vị biết Phật pháp là kẻ nói người nghe, nó trả tới trả lui mới nói được hứng. Còn nếu như bây giờ mình nhìn xuống mà gặp mà mấy cái hàng đầu mà chơi ngủ gục không là thua. Cái hàng đầu mà chơi ngủ gục là thua chứ không có giỡn nghe quý vị. Mà thường cái hàng đầu mà ngủ gục là cái là mình bị cái bị tổn phước nhiều. Tại sao biết không? Tại nhiều người thấy mình ngủ nó ngủ theo. Nó kỳ cục vậy đó. Nó nên á, hàng đầu là phải cái hàng hưng khởi cái tâm. Thí dụ như quý vị lên chánh điện vì tu mà quý vị ngồi tu hàng đầu là quý vị phải tu dữ dằn nha. Niệm điều chung được A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái bà ngồi kế bên đúng là bốn ngủ đó mà nhìn mình tự nhiên A Di Đà Phật có làm theo. Còn kiểu mà mình ngồi cái hàng đầu của mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là cái bà ngồi kế bên mới làm theo, mới làm thì cái tội là nó nặng là ngay ở dưới. Ở dưới nó nhìn nó nói gì đâu mà tu ngồi hàng đầu không chịu niệm Phật, ngủ hoài. Rồi mỗi người nói công vậy là nó tổn phước của mình, là ngay cái gốc mà làm cho ta tổn phước. Còn cái vụ kiểu như mình ngồi hàng đầu mình A Di Đà Phật, 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 mình niệm mình chơi dữ quá, cái người ngồi kế bên không ngủ được luôn, hiểu không? Mình niệm mà mình làm như là nó có lực lắm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ok, bên tôi niệm sao miễn tôi niệm khỏe được rồi. Thấy không? Chứ đừng có mà niệm mà nó không rõ ràng. Niệm mà gì đâu mà cái tiếng ơi căng mi đê kỳ cục hơn gì nè. Phải niệm nó có lực á. Mình ngồi bên dưới mình niệm có lực nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà cái mặt của mình nhìn nó kênh ghê lắm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy không? Mình niệm gì nó quá cái lực rất là mạnh. Bây giờ quý vị coi nguyên một cái nhà người mình đây mà niệm Phật, mà người nào cũng cái mặt mà niệm kiểu này, thằng Nhân Đức nói ta quan gia cho chủ nó chạy sạch nhất.
Chứ cái lực niệm nó mạnh quá. Mình ngồi mà mọi người nào cũng A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Mà tới cái đoạn thứ ba, cái đoạn thứ ba mà kêu mà vậy là mình quá buồn ngủ rồi, mình chơi dữ quá, quá buồn ngủ rồi mình làm nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không nghe quý vị mà buồn ngủ thì niệm gì nó hết ngủ. Nhưng mà nếu quý vị buồn ngủ mà quý vị chơi gì là ngủ nè. Ngủ liền, cái tiếng nó yếu quá là con ma ngủ nó áp mình liền ngủ liền. Nhưng mà cái tiếng như sư tử hống thì ma ngủ chạy. Ai gì đâu bác, ai gì đâu bác, ai gì đâu, ai gì đâu. Cái bà ngồi kế bên tỉnh veo, nói thôi tôi gặp ngồi gặp bà này đúng là ghê quá, niệm kinh khủng quá, hôm tôi ngồi gặp bà kia tôi ngủ theo. Vậy bữa nay tôi ngồi gần bà này tôi hết ngủ luôn. Bà niệm kinh quá mà. Đó, quý vị thấy không? Nên cái điệu địa chung nó phải làm hừng hực lên. Tại vì với một lễ Phật có nửa tiếng. Nửa tiếng à. Với lễ Quan Âm thì mình còn từ từ chút mình tăng lên đúng không? Mình hứng lên. Nhưng nhớ nghe, lễ Phật hay lễ Bồ Tát gì vậy chứ? Đừng có mà cái tay co gì. Mà đừng có mang cái mặt gì để đi lễ. Đuối lắm. Kiểu như cái tay co xuống. Mà cái mặt gì nè. Anh em Bồ Tát lễ đuối kinh khủng luôn chứ mới giỡn đâu quý vị. Mà cái người đó là nó đuối sẵn rồi lễ, mà mình lễ gần người đó không có lực. Cái kiểu như mà những đức nhất tâm đành lễ Nam Mô Hải Diệu A họ nghe Anh em Bồ Tát lễ cái này là 500 danh hiệu nó lâu kinh khủng luôn. Còn thí dụ như mình Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, lễ của đó là hứng quý vị. Lễ xong mà còn cư cư, nó còn vui nữa, còn trong lòng mà thích thú. Còn cái lúc mà những cái lễ mà khoảng 200 mấy, 300 mấy, 400 rồi, lúc đó nó đuối, hơi đuối đuối nghe, hơi đuối đuối. Lúc đó là mình mong cho nó mau, có khi mình mong cho nó mau đó nghe. Thì lúc đó mình phải cảm giác như mình đang hứng thú, vui. Rồi khi mình đuối, mình lại xuống, xong mình vừa nằm xuống, mình lại xuống một cái. Là bắt đầu trong lòng mình nói, Bồ Tát Quán Âm gia hộ cho con lễ hết 500 danh hiệu Bồ Tát, Bồ Tát gia hộ cho con. Mình thầm trong tâm liên cái đoạn đó nghe. Là vừa bắt người dậy một cái là con người mình nghe quý vị. Quán Âm Bồ Tát. Hứng lên liền quý vị ngộ lắm. Đây là kinh nghiệm mà. Còn gặp như quý vị mà lễ vì cho có chơi này. Cái tay thì quẹo xuống, còn mặt thì cái đầu thì nghiêng, mặt thì mắt thì ta chỗ 500 danh hiệu một chút thế nào cũng đi ra, không có đủ đâu, đi ra liền, không có nói dòng gió chứ. Kinh nghiệm nên hai bên nè, bên đây với bên đó, Đức chọn ra. Bây giờ nếu mà mấy chú thì lựa mấy dài cao thủ được, có lực lượng được, đứng được ha. Lại đồ khí thế trước mặt như sau lưng. Còn vài cô trưởng đoàn được mới nhóm mấy cô nè. Nó bây giờ nhóm mấy cô lựa ra đi, mấy cô ghi tên. Rồi xong rồi những đức mà cái bữa mà giảng vừa xong á, đưa mấy cô sau lưng. Bà nào la được. Mà la miễn la được là cái hát. Cái hát gì vừa cũng được. Bé nào té. La. Nên từ nó đó nghe nguyên một cái vàng nghe. Không, cái vàng sau lưng nó quan trọng lắm, không có giỡn đâu nghe. Thí dụ những đức mà sướng ngon lành ở sau lưng toàn là mấy bà già lết bánh không, mà không niệm một tiếng luôn. Quan Âm Bồ Tát già mà sao có hơi. Là kể như những đức sướng, kể như chỉ có một con đường là sắp sửa chết. Chỉ có chết thôi. Giống như bây giờ cái xe nó kéo cái đầu nó kéo rồi, nhưng mà cái mình nó không đi. Cái mình nó không đi làm sao mà cái đầu này có lực. Ví dụ như Đức sướng lên một cái mà ở phía sau mà toàn đồng lực, đồng sức. Ai cũng là người tâm quyết chứ quý vị biết không, là nó hỗ trợ cho cái tâm lực như Đức mạnh như lắm. Nhưng mà nguyên một cái vàng phía sau toàn là già không. Nó, hoặc là cái người mà ta mới đi lễ người ta không háo hức, mà đưa sau lưng mình á, là bắt đầu là mình vừa sướng lên cái người ta phía sau. Tì...
bị sướng nổi mới sợ luôn. Sướng một chút rồi là sanh phiền não trong tâm. Trong tâm quay lại nhìn mặt. Mà mình mà quay lại nhìn mặt mà gặp quan gia họ làm nè. Nó giỡn nó nghe trời. Ồ, quan gia nó ghen. Nó khiến nó làm cho mình phải bức chơi vậy đó. Nó giỡn nó nghe. Nên mình phải tìm cái lực lượng mà văn thứ dữ mà. Văn có công phu. Trưởng đoàn đồ văn. Dữ dữ đồ trước mặt sau lưng đồ. Bao xung quanh là hỗ trợ. Thì tự nhiên 4 ngày nó hừng hực. Quý vị biết tại sao mà lễ bên kia lúc nào những đức cũng kêu mấy cô mà nó xoay quanh những đức không? Vì mấy cô mà nó quá quý những đức rồi. Quá quý mến những đức rồi, nó sợ những đức mệt chứ lắm. Nó nói sau lưng mà nó gặp những đức mà lễ mệt mệt một cái là nó la, nó làm thấy ghê lắm. Những đức phía trước nó sung và che lên. ngộ vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình nguyên một cái bàn đi mà người ta cụng ly ầm ầm thì mình cũng ngồi chung mình vui. Nhưng mà bây giờ mà có mình cụng ly còn mấy bà kia A Di Đà Phật. Bây giờ ta không phải là cụng ly mà quay phim là phải nó có nhóm không? Cái nhóm mà cụng ly của mình là vui lắm nghe. Mà cái nhóm khác người ta A Di Đà Phật. Còn mình bay vô A Di Đà Phật cái bên kế bên A Di Đà Phật. Nó trời là trời sư này vui nhóm này kỳ cục quá trời kỳ cục luôn. Hay không? Nó rõ ràng mà. Đó nên nguyên một cái hội chúng mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm là phải gì? Háo hức, ầm ầm lên, lễ ầm ầm lên. Nó chỉ vị biết là mau cấp kỳ. Giống như là nó du định, nhớ nghe cái ngày lễ Văn Âm này nghe. Nương vào hạnh nguyện từ bi Bồ Tát mà ai mang nghiệp phá thai á nghe. Mang nghiệp phá thai mà đi mà đến đây lại mà để cầu siêu cho các cháu là thù thắng lắm. Thấy cho hạnh nguyện Bồ Tát quá từ bi. Từ bi từ là ban vui, bi là cứu khổ. Mà bây giờ cái tâm từ bi và cứu khổ này thì các cháu mà nó theo nó đòi nợ, nó báo thù, thì ở trong cái hạnh nguyện đó, ở trong cái pháp hội đó, tức khắc cái tâm nó quá dễ nhẹ nhàng lại. Nó nhẹ nhàng lên liền. Nó buông cái tâm hận thù đó ra. Quý vị thấy không? Đây là một cái pháp hội thù thắng 4 ngày. Bên đây 2 ngày cũng biết thực luôn. Nên chư hương linh tập trung về hưởng tài thọ thực. Về hưởng tài thọ thực. Họ phải hộ trì nghe. Cho mấy cái người ta về đây tu mạnh khỏe, đồ ngon lành nghe. Nó phải không có được xô cho người ta té lộn mèo rồi là tội chết. Không chuyện giỡn đâu. Hương linh cũng như người ta, có những người cũng chọc giỡn quậy. Thấy mấy bà già đi lụm cụm xô cái té lộn mèo chứ. Không hiểu là tội, hiểu chưa? Chỉ dẫn cả hương linh phải nghe lời. Thầy cúng thư thiết thực cho người ta mà ra mà cúng biến luôn. Gia trị biết. Mình cúng cho người ta vui chứ chứ. Giỡn đâu. Bây giờ thí dụ như bây giờ ở đây mỗi tuần thứ bảy biết người ta về biết bao nhiêu nói chứ. Cô hồn đường xá rồi mà chưa siêu nó về. Rủ về đây thứ bảy. Nghe pháp nãy giờ bị cừ, người ta cừ theo đó. Chứ giỡn đâu nghe. Nên mình mà đi về chùa mà mình mà vui vẻ hoan hỷ như gì là cái cảnh giới khác nó đều vui dữ lắm. Những đức nói bị nghe nghe. Mình mà ngồi về mà không vui là bị biết những cái cảnh giới khác là không vui rồi đó. Âm siêu thì dương lợ. Người âm mà không siêu sao là mình lợi được lợi ích. Nó nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là một cái chương trình gì mà tu hành là những đức nó nêu lên hừng hực suốt cả tháng. Chứ không phải là nói lần hay lần mà đủ đâu nghe. Có những người người ta nói chuyện này chuyện kia lu bu rồi người ta bị yếu là người ta không đi được á. Nhưng mà khuyên hoài. Mà tự nhiên mấy bả tiến luôn. Nhất là phái nữ người ta buông ra là người ta ưa buông, người ta yếu, phái nữ yếu kỳ. Phái nữ là phải được động viên suốt. Phái nữ thì người ta ngưỡng mộ đạo. Nhưng mà lạ thay mấy bả ưa đi khơ khơ. Đi khơ khơ là ưa dính bẫy. May mắn thay là gặp được một cái địa thế ngon. Mình biết nắm bắt thì được. Nhưng mà họ đi giết là họ ưa bị lạc. Đụng ai nói gì ngon ngon là nghe. Người nữ nó kỳ cục như nói ngon ngon là nghe. Nói ngon ngon ngọt đồ. Nói chuyện nhỏ nhẹ đồ. Nói chuyện đồ nghe. Thương ghế thì được. Được. Thấy không? Là bắt đầu là dễ nghe nên rớt. Nên từ nơi đó mà cái việc tu hành như phải cần. Cần nung đúc
mới tinh tấn được nghe. Cái pháp môn tịnh độ này nói mà cái chuyện mà tu mà cả đời á, trời ơi, nó rụng lớp cái người tu tịnh độ này. Tu thì đông lắm, nhưng mà để duy trì cả đời mình niệm Phật không dễ đâu quý vị ơi, không dễ đâu. Nên cái những đức nói là hai cái bài giảng mà một câu ai Phật niệm đến cùng với quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá, hai cái bài này cực kỳ quan trọng luôn, cực kỳ quan trọng, nó cô động lại cho mình nghe luôn, để nó nhắc mình hoài. Quý vị biết à, cái người đã biết được cái vạn đức hồng danh này thù thắng nghe, mỗi lúc mỗi nơi quý vị sẽ tự nhiên quý vị siêng niệm, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Cái câu niệm Phật này phước sanh vô lượng, vì sao không niệm? Đã hiểu được cái sự lợi ích của niệm Phật thì sẽ niệm liền. Còn mình tại sao không niệm Phật, không siêng năng niệm Phật? Vì mình không biết được cái lợi ích của vạn đức hồng danh. Chữ vạn là gì? Chữ vạn là viên mãn đó quý vị. Cái câu Phật hiệu này là viên mãn nè, 100% luôn. Tất cả những phương pháp để mà chuyển nghiệp chướng thì Đức Phật nói rằng trong thời mạt pháp chỉ đúng câu Phật hiệu này là phương pháp thù thắng nhất để chuyển nghiệp chướng. Nhận đức tin 100% luôn. Tất cả những môn sám hối, tất cả những sách vở đọc của thế gian này, tất cả những sách vở đọc về nhân quả, tất cả sách vở, không có một phương pháp nào có thể thù thắng bằng niệm Phật để chuyển nghiệp. Có một cái chú kia, ông tu mà tâm tư của ông nó bất thường, còn trẻ ở chùa tu quý vị. Tự nhiên cái tâm nó nghĩ về người nữ kinh khủng luôn. Mà ông đọc sách của chú Quan Sĩ, ông đọc ông sợ, ông căng thẳng kinh khủng luôn. Ông hỏi như Đức, nói: "Chú tin câu Phật hiệu này không? Sách vở đó rất tốt, rất đúng, không có sai, nhưng chú tin câu Phật hiệu này không? Nếu như chú tin câu Phật hiệu này nghe, hoàn toàn chú đặt hết tâm tư vào câu Phật hiệu này, chú niệm câu Phật hiệu này, chú bỏ mạng chú niệm câu Phật hiệu này đi, rồi chú sẽ thấy à, cái sức chuyển nghiệp của từ câu Phật hiệu này niệm nghe, không tưởng tượng được luôn. Khi mà đã cảm giác được cái oai lực của câu Phật hiệu này rồi, quý vị nhất định quý vị sẽ áp dụng cả đời luôn. Vì tất cả những sự việc trong cái cuộc đời này chuyển nghiệp là bằng cách niệm Phật. Ấn Tổ thì nói niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Vậy thì tất cả những người mang nghiệp phá thai hay nghiệp chướng gì trong cái cuộc đời này mà muốn chuyển nghiệp là từ đâu? Câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu đó, câu Phật hiệu là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà phải tạo thành một cái nguồn năng lực cực kỳ cao với cái câu Phật hiệu. Nói tới cái đoạn này sao nó hừng hực dữ. Giỡn đâu nghe. Nên phải có cái tâm lực đó, nó mạnh như vậy để quy hướng, gom về đúng mục tiêu luôn, đúng một hướng, một câu Phật hiệu thôi là tức khắc nó chuyển hóa hết. Nói về lúc kết luận chứ quý vị công nhận không? Nó nói vòng vo một chút rồi cừ đồ mà quá trời luôn mà. Bây giờ phải nói đến lúc này mà tự nhiên có 5-10 phút thôi, dữ dằn thôi, nói gì cái chuyện niệm Phật thôi là mấy bà ngồi chứ. Kỳ cục quá, cái gì nó sao ngộ quá. Cái lúc mà nói cười vui ai cũng mặt đỏ kè gì đẹp, mà nói về niệm Phật giảng sanh, nói háo hức niệm Phật là tự nhiên ở dưới làm như anh nhìn lên mình kỳ cục lắm kìa. Nó có nhiều bà mà nói về cái chuyện niệm Phật, mình muốn nói niệm Phật lắm, nhưng mà mình nói một chút là mấy bà ngồi làm nè. Nhìn nó kỳ cục còn hơn cái gì nữa. Mà mình nói vui vui vậy mà mấy bà ngộ lắm, mấy bà vui phải không có ngủ. Mà nói về niệm Phật giảng sanh, đi vào cái tông niệm Phật mà nói ầm ầm kiểu này vậy mà ngồi dưới dẫn. Đúng là mình nó chưa đủ hay sao nghe, chưa đủ năng lượng hay sao cái ngộ cái. Thì quý vị biết câu Phật này quá nặng căn, cực kỳ nặng căn. Nói vậy đó mấy bà đỡ buồn ngủ, chứ gặp mà nặng căn câu Phật hiệu này nặng căn lắm. Bà ngồi chứ nặng mấy bà luôn á, chứ không phải giỡn đâu nghe. Nên bây giờ tại sao quý vị nói có những người ta hỏi thầy, thầy sao thầy giảng lớn dữ vậy thầy? Mấy vị không có biết, cái hội chúng đang ngồi nghe này mấy vị không biết đâu. Nó lâu lâu những thứ hét lên cái mới bảo hết hồn, mới bảo không có ngủ. Chứ để mấy bà ngủ chân sao nghe, thấy không?
Nó đồ ngồi mà nãy giờ 10 giờ rồi, nó thấy vớt tiếng ngữ rồi đó. Nó không đơn giản. Ngồi mà nói mà nghe mà có thể không bị đau chân, quên thì không giỡn đâu nghe. Giảng có lực. Chứ gặp mà giảng tới cuối cùng mà con hiểu quan trọng đó. Cố gắng niệm Phật nữa. Niệm Phật dân sanh nữa. Nó chậu thầy giảng cuối cùng yếu xìu kỹ chợ. Nghe không? Nó nên từ nơi đó bị biết rằng nghe. Tất cả phương pháp sám hối đều tốt, đều đúng. Nhưng cái phương pháp để tiêu trừ nghiệp chướng trong thời mạt pháp này là câu Phật hiệu. Không dùng được những phương pháp kia hữu hiệu được. Tại vì sao? Vô không nổi. Quý vị coi nội mà cái câu Phật hiệu này đi đứng nằm ngồi mà ai với Đà Phật, ai với Đà Phật thôi là thấy tuyệt rồi. Mọi lúc mọi nơi đều niệm Phật được. Quý vị thấy ít có ai mà đi dọc đường mà đi trì chú lắm. Ít lắm, quý vị thấy không? Ai mà đi dọc đường tụng kinh, ít. Nhưng mà niệm Phật là nhiều người đi dọc đường niệm Phật. Hay thêm cái máy niệm Phật nữa, quý vị thấy tiện chưa? Quá tiện. Đúng là pháp môn tịnh độ là pháp môn số 1. Pháp môn nhân sinh, pháp môn mà độ tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu, độ hết. Nó nên nó mà nghe rồi một cái trong lòng mình mà nó cảm giác ngủ gục. Thì quý vị biết rằng nó cố gắng mà tiếp năng lượng nghe. Không mà cái giờ này mà quý vị nghe gì là cũng giỏi lắm à, nó thiệt. Cái giờ này không có giỡn đâu. Nó nhưng mà thì biết rằng lễ là tội nghiệp người ta là ở đây thì ngồi còn ngon chứ ra ngoài cái đường người ta kia ngồi mua đặc biệt. Mà ra cái đường kia ngồi là hết ngủ luôn. Ngủ gì đâu, nắng muốn chết mà ngủ gì. Bây giờ mình vô đó mình chọn nghe. Ai là người thường ngủ gục? Tôi. Mình tưởng đâu là đưa lên chỗ mát mẻ cho ngồi. Bà thường ngủ gục mà đưa lên chỗ mát mẻ mà ngủ luôn sao? Thôi đưa lên. Mở ra. Mấy chú vô dẫn cô này ra ngoài. Ra cái đường đi ngồi nắng. Cái tội bà là cái tội ngủ gục. Ông ra ngoài nắng phơi nắng bả cái là rồi xong. Thì bảo không ngủ nữa. Ngủ vậy đó. Mà cái người mà ương ngủ gục mà ngồi cái chỗ mát á, có quạt á, có quạt đồ là chậu có ngủ tá lả âm bình. Nó giống như dưới hộp áp là cái chánh điện á, xung quanh cái chánh điện là nó có cái gì, có mấy cái phòng mà mấy cái bà đi đến chùa chuyên nghiệp á, bà quen bà đi bà ngồi một chút ở buồn ngủ cho bà lết. Mà mình thì ngồi trên mình mắt mình sáng lắm, mình thấy ủa cái bà này ngồi ngay chỗ giữa mà sao bà lết kỳ cục quá trời. Lết đi gan mà lết với lết đi lết bà lên chút mình nhìn xuống cái bà ngồi im gùm. Cái mình vừa quay chỗ khác, mình thử quay chỗ khác, mình nói chuyện quay chỗ khác, lết, lại tuốt trong đó, mình nhìn lại, im gù, không pháp nữa. Không pháp chứ mình về, mình nói chuyện chỗ khác, mình quay lại, bả mất tiêu. Thấy cái cửa nó hở, bà đây chui vô, chui cái bọt. Vậy đó bà canh, bà canh xong hay, là vừa đứt giảng cho rửa xong, bà lết ra. Bà lết ra để chi biết không? Bà nguyện đem công đức đầy bà hồi hương. Này là gặp hoài. Nhất là kế phòng á, là một chút là mình thấy cái cửa mà nó xô vô là mình biết à. Sau này nhận đức nói với mấy chú là mấy chú khi nhận đức giảng khoảng một tiếng đồng hồ là đi vô mấy cái phòng đó coi có ai trong không. Vậy mà bắt được 5 bà. Bắt được 5 bà luôn. Xong từ đó về sau chủ nhật là nước cho phá cửa. Không có giỡn nghe trời. Mấy vị thấy kinh khủng chưa? Nó cái chuyện mà niệm Phật nghe pháp là khó. Khó. Cõi ta bà khó. Nhưng mà niệm Phật nghe pháp mà được thì quý vị là đúng là người có phước. Có phước. Giỡn đâu. Nó
Nên mình nghe như vậy rồi, khi mà tỉnh rồi vui rồi, bắt đầu niệm Phật tới nè, niệm Phật tới. Bắt đầu nói tới niệm Phật một chút là không mà ngủ nha quý vị. Con người ta mà khi mà buồn ngủ mà không cho ngủ, cái mặt nó già quý vị ơi. Ừ, những đứa ngồi, những đứa nhìn xuống, mà lúc mà những đứa nói chuyện mà mấy bà vui mà mấy bà không ngủ mặt trẻ lắm, đẹp lắm, đẹp lắm nghe. Nhưng mà khi mà mấy bà buồn ngủ mà không cho ngủ, mấy bà ngồi buồn ngủ á, mới làm nè. Rồi một chút là cái mặt nó chảy ra quý vị. Ồ, nó chảy ra, mặt chảy kỳ lắm, mặt tự nhiên gì nè. Mà ban đầu là đúng là con mắt nó 2 mí đó, nhưng mà bắt buồn ngủ một chút mà xong nó xanh ra 3 mí. Ừ, mình thấy con mắt gì đâu mà nó khứa khứa lùm lá chứ. Ghê không? Nhìn xuống mình thấy ô đúng là kinh thiệt, kinh thiệt. Đúng là buồn ngủ mà không cho ngủ là con mắt nó thành 3 mí quý vị. Mà cái mặt thì lúc mà vui thì mặt nó tròn, quý vị để ý nghe, mặt tròn nghe. Mà lúc buồn ngủ là mặt gãy. Ờ, à, tự nhiên cái mặt chảy ra mặt gãy. Đúng là ghê thiệt chứ. Mày thấy không? Từ nơi đó mà giảng pháp mà có phương pháp mà làm cho người ta ngồi mà vui vẻ thích. Thật sự mà nói ngay cái cách giảng những đức là cái cách những đức học thầy Giác Nhàn quý vị. Ngày xưa mà số 1 luôn giảng. Giảng có lực, giảng vui, giảng trộ. Cái thời đó là thời gì không? Cái thời hoàng kim, cái thời đặc biệt, cái thời mà niệm Phật nhép môi. Cái cách của thầy giảng mà mấy cái đề giảng mà A-di-đà-phật, đúng không? Giảng kinh khủng luôn, giảng âm âm. Cái đó, nắm ngay chỗ đó, nắm làm hoài. Tới 50 mấy tuổi giảng âm âm. Tới 70 tuổi. Bảy được tuổi chưa chắc âm âm nổi đó vì yếu. Không, 70 tuổi thì mình ít lại. Ví dụ như bình thường mình giảng tiếng ngữ tiếng 40 phút. Tới xa 60 tuổi mình chơi tiếng. 70 tuổi mình chơi nửa tiếng thôi. Rút thời gian mình cũng làm âm âm được cái gì ở đâu. Hiểu không? Nó nên từ nào đó cái tâm lực tu nghe vị nó âm lên vậy đó. Khi mà cái người niệm Phật được á, người mà tiếp nhận con vật hiểu cái từ trường niệm Phật và cái sự an lạc niệm Phật mà năng lượng niệm Phật tích lũy được là nó âm nó giảng vậy đó. Ngày xưa mà nhớ mà trời ngồi mà coi mà mê quá, ngưỡng mộ quá, thầy giảng dữ quá, thấy không? Mà cái tiếng thì âm rẹt mà giảng vui. Nếu ai mà từng nghe quá bị thích rõ ràng mà. Mà lúc cái thầy giảng đó cái mặt thầy hồng đẹp lắm nghe, nhiều đứa ngồi kế bên nghe nhiều đứa. Ôi, mặt thầy đẹp quá. À, mình là con trai mà mình thấy con phái mà, mặt thầy hồng hào đẹp lắm. Ờ, à, ngộ ghê. Rõ ràng nghe quý vị, cái câu Phật hiệu này mà chịu niệm nghe quý vị. Đơn giản nghe. Đừng có làm chuyện cao xa. Đừng có nói thêm cái gì cao xa chứ. Cái văn tự có cao siêu nhưng tới mình là lọc thành văn tự dễ. Dễ nhất và niệm Phật thôi. Đừng có đặt công phu. Nhớ nè, niệm Phật đừng có đặt công phu gì. Đừng có nói là tôi niệm tới cái công phu gì. Cứ niệm Phật đi là quý vị sẽ thấy nó hừng hực cái tâm à. Lạ lắm, hừng hực cái tâm. Ví dụ như có cô cũng nói thầy, hồi đó con cũng nghe người ta giảng tịnh độ mà ngộ thay con nghĩ con niệm Phật niệm gì đó. Chứ con không có giảng sanh đâu thầy à. Hỏi sao con còn xấu quá, nhiều cái sai, nghĩ sai, nói sai, làm sai. Con nghĩ con niệm niệm vậy thôi chứ con không có tin Phật trước. Nhưng Đức nói đúng rồi, vậy là cô tiêu rồi. Chắc chắn Phật không có rước con. Vì sao? Vì con không có tin Phật trước. Cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn lạ kỳ. Phải nói là cái pháp môn lạ kỳ. Lạ kỳ hơn trong 84,000 pháp môn mà xuất hiện cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn lạ kỳ. Lạ kỳ là gì? Là cái pháp môn thiện căn của nhiều đời nhiều kiếp. Nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp cái người này nó luyện rồi, học rồi, tu rồi, nó tích lũy đầy đủ hết rồi. Mà đời này của người ta là cái duyên nghiệp gì đó sanh đến cuộc đời này, còn nghĩ những điều không phải, làm những điều không phải một chút, nhưng mà về cái thiện căn quá dày nên họ niệm Phật, họ tin tôi niệm Phật hoặc rước thì Phật rước. Ghê không? Pháp thiện căn mà.
Bây giờ quý vị nói con là con còn làm sai, nghĩ sai, công phu chưa đạt, con niệm Phật, con niệm niệm với Phật không có rước con đâu. Thì quý vị tiêu rồi, quý vị thiếu thiện căn. Quý vị còn sai, còn ác, nhưng mà quý vị niệm Phật, quý vị tin, niệm Phật Phật rước không? Quý vị nói rằng, ôi ơi, Phật là bậc mà đắng đại giác ngộ mà được mười phương chư Phật tán thán, mà cái hành động của con gì, từng lấy chồng người ta, từng làm những điều không phải, con hành động của con thấy con dơ bẩn quá, làm sao Phật rước con? Mình thì mình nghĩ mình vậy, chứ Phật thì trọng là trọng cái tâm của mình mà tin Phật. Phật trọng cái tâm mình là một kẻ cùng tử, một người hư, một người còn sai, mà tin niệm Phật, Phật rước, Phật từ bi rước cái người muốn về với Phật. Muốn về với Phật. Một người người ta sai, cỡ nào sai mà thật sự người ta 100% muốn quay đầu là mình cho người ta cơ hội liền. Còn bây giờ họ đến mà họ không quay đầu, sao cho cơ hội được, đúng không? Mà muốn quay đầu thật sự là mình cho cơ hội liền. Thôi nhưng mà bữa nay thôi, nhiều đây nghỉ. Bữa nay giảng dữ quá, gần 2 tiếng hồ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ.